chào cả nhà mình. Chiều nay em sẽ làm mẫu này trước cho các chị nha, các chị ơi đẹp lắm. Mẫu giả váy nha. Trưa nay em sẽ lên mẫu giả váy này trước cho cả nhà mình nha cả nhà ơi. Giả quần váy giúp rất là đẹp luôn. Chị Hồ Thủy ơi, đơn hàng đã gọi rồi là đi rồi nha mấy chị ơi. Trời ơi, lúc nào lên cũng gặp mấy cái câu hỏi này của mấy chế hết trơn á, mà em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trên live rồi. Là đơn hàng á, mấy bạn nhà em đã gọi điện cho các chị, nếu không có kêu giữ lại đơn thì bên em đã đi trong một ngày luôn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mà có kêu mấy bạn nhà em giữ lại đơn mà ngày hôm sau không có đơn thì chiều ngày hôm sau là mấy bạn nhà em sẽ đi đơn cho mấy chị luôn, khỏi gọi lại. Mấy chị lưu ý giúp em nha, em là một cái đứa đứng ở trên này live stream, em không có chốt đơn. Nên các chị hỏi em đơn đi chưa, em không có biết để em trả lời các chị nhé. Nên các chị đẹp nhà em lưu ý giúp em tại sao mà em bắt buộc là đơn hàng là mấy bạn nhà em phải gọi điện chốt đơn em mới đi đơn được. Mới đi đơn để cho các chị đừng có lên hỏi em những cái câu như thế này mà trả lời nó rất là mất thời gian. Mấy chị ha, em kiếm cái gì? Rồi nè, đơn hàng mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho cái chị mà cái chị còn mơ hồ chưa biết đi đơn hay chưa nữa thì em cũng không biết sao luôn, là coi như là gọi điện không có ý nghĩa gì luôn đó mới chết. Em chào chị Nguyễn Nga nha, em chào tất cả các chị. Rồi bộ em đang mặc nha các chị ơi, 185.000. Hàng này là chất vải su len và hàng thêu trực tiếp giúp em nha cả nhà, rất là đẹp luôn ạ. Quần giả váy giúp em. Đơn hàng mấy bạn nhà em sẽ gọi điện hết nha mấy chị ơi. À, sẽ gọi điện hết cho mấy chị đi, rồi mấy chị ghé nhà lấy cái gì thì cứ nói với mấy bạn chốt đơn nha. Cứ nói với mấy bạn chốt đơn giúp em đi mấy chị. Đơn hàng bây giờ chị gọi chị không gọi á, cái xong cái chị hỏi em nhiều khi không biết đường trả lời. Tại vì em là đứng ở trên đây em live stream, còn mấy bạn là chốt đơn là mấy bạn ở dưới nhà mấy bạn chốt đơn nha. Hai cái khâu nó không có liên quan đến nhau. À, nó không có ở gần nhau nên là nhiều khi mấy chị dặn á, em ở trên đây em dạ xong hơi xuống like em quên mất tiêu rồi, mất công gọi mấy chị không bắt máy, cái mấy bạn nhà em á, xả đơn của mấy chị nữa mất công mấy chị lại phiền. Rồi bé Nguyên có cái này không? Nói chung là giờ còn thiếu nửa ký nữa thôi mấy chị. Em chào chị Phúc Huy Trần.
Rồi, cái kiểu này thêu rất là đẹp luôn nha các chị. Thêu cái kiểu nó giống giống như hình trống đồng vậy đó các chị. Rất là đẹp luôn. Bộ em mặc là 185 ha, chứ không phải xô lên, giúp em hàng xịn lắm chị. À, quên, hàng đẹp á. Bộ này á là em bộ này á là thêu nó hơi cầu kỳ tí xíu. Đáng lý ra bộ này là nó sẽ lên giá 5.000 là 190 đó, nhưng mà em bán vẫn, em vẫn giữ nguyên cái giá cũ cho cái chị là 185.000 ha. Đó. Hết rồi. Hoa 4 thì còn. Hoa 4 thì còn. Hả? Hoa 4 mấy cục có để đằng này cho mấy bạn dễ đi ra. Đó, size 2 hết rồi, chị xuân vỏ rồi. Rồi cái này 2. Em còn ít lắm. Cái bộ này em còn ít lắm mấy chị. Rồi chốt em màu này nha, em lên màu cho cái chị nha. Em lên màu cho cái chị luôn. Rồi cái này là chốt giúp dùm em là đen thiêu vàng cái chị. Xuất sắc luôn cái chị ơi. Đẹp lắm. Lên với em bộ này là đen thiêu vàng nha các chị, đen thiêu vàng. Em lên màu cho các chị luôn nha. Ở đẳng nè, hết đỏ, còn cho đỏ đỏ đỏ, 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 đỏ. Chốt giống dùm em màu này nha cả nhà mình. Đen thiêu đỏ, em có đen thiêu vàng. Cái này là đen thiêu đỏ giúp em nha. Đen thiêu đỏ, đỏ đô em còn có size 5 không à các chị. Đỏ đô còn duy nhất size số 5, 65-70kg các chị đẹp nhà em mặc vừa. Đỏ đô em còn duy nhất size số 5. Rồi lên giúp giùm em mã đỏ đô ha, đỏ đô. Bộ em mặc là 185. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị ơi. Bộ này mặc vô cái cảm giác nó rất là đã luôn mấy chị. Dạng như nó rủ và mình đi, nó cảm giác như cái dáng của mình nó mềm mại và nó thướt tha lắm. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng đào. Đây, cái màu hồng đào này là cái màu rất là thấy cưng nè. Em kiểu là thích cái màu này dễ mặc lắm. Màu này ngoài cái chị mặc cũng đẹp nữa. Nói chung màu này mặc lên nịnh da lắm mấy chị, nịnh da. Màu hồng đào. Đen thiêu vàng size số 2 còn không chị? Như đen thiêu vàng 2 em hết luôn rồi chị. Size số 2 là em chỉ còn đen thiêu đỏ thôi. Còn có một bộ đen thiêu đỏ luôn chứ. Đen thiêu vàng size 2 em hết luôn rồi. Chị Phúc Huy Trần. Chị lấy đen thiêu đỏ được không? Còn size 3, còn size 4. Đen thiêu vàng em còn được 1, 3, 4 à. Hoặc là lấy size 3. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. 2 với 5 em hết rồi. Màu này là màu tím lục bình giúp em cả nhà mình đây. Chốt em tím lục bình nha các chị. Tím lục bình đẹp xuất sắc luôn. Đen thiêu đỏ được không chứ ơi? Đen thiêu đỏ cũng đẹp đó. Tết là mặt vàng với đỏ, hai cái đó thôi. Rồi lên giúp giùm em bộ này cả nhà mình. Chốt em bộ này là màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý ha. Cái màu này cũng rất là sang nè. Chốt em màu này là màu xanh lý cả nhà mình nhé. Chốt em màu xanh lý. Rồi màu này chốt em màu cà phê sữa. Đẹp chưa cả nhà ơi? Chốt em màu cà phê sữa cả nhà mình, cà phê sữa. Đỏ đô còn số 3 không chứ? Hình như hết luôn rồi chị ơi. Đỏ đô còn duy nhất size số 5 mà. Em báo size cho mấy chị rồi đó. Đỏ đô còn duy nhất size số 5 mà chị, hết trơn size số 3 luôn rồi. Đen thiêu vàng size số 3 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Ok chứ? Size 5 chị để đây luôn nè. Dạ. Lên với em màu này là màu tím măng cục. Chốt em màu này màu tím măng cục nha các chị. Chốt em màu này màu tím măng cục ạ. À. Đẹp xuất sắc. Tím măng cục. Đẹp quá. Chốt em màu tím măng cục cả nhà, tím măng cục. Rồi màu này chốt em màu xanh Cuban. Lên với em màu này màu xanh Cuban cả nhà mình. Màu xanh Cuban. Em hết màu vàng với hết màu rút. Chốt em màu xanh Cuban nha cả nhà ơi, xanh Cuban. Rồi em có màu vàng cho các chị luôn. Tím măng cục size số 2 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Cà phê sữa size số 3 hết luôn rồi chị. Cà phê sữa size 3 em hết luôn rồi. Rồi lên giúp em màu này màu hồng ruốc cái chị đẹp nhà em. Màu hồng ruốc hôm nào chị, hôm rồi chị nào chưa chốt được hồng ruốc thì hôm nay chốt lại giúp em. Màu hồng ruốc giúp em ha. 185.000 quá đẹp luôn. Chị nhìn cái cổ thêm nè. Cái cổ này là em sẽ ngồi em cắt nha mấy chị. Nè, ngồi cắt bằng tay á. Nó lượn, nó thêu, nó lượn lượn vậy là phải, mình ngồi mình phải cắt theo cái đường may á mấy chị. Cắt từng áo vậy đó. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu. Ủa màu như em đang mặc mà. Trời ơi trời, biết là bị gì vậy. Trời chết rồi.
Bà mê sữa size số 3 hết trơn rồi chứ ơi. Eo 80 là mà size số 3 đó hết trơn rồi. Nặng dữ lắm. Lên giúp giùm em. Lên giúp giùm em màu này là màu vàng các chị. Màu vàng. Em đang mặc cái màu xanh rêu mà em nói là không có màu xanh rêu. Chốt em màu này là màu vàng các chị. Màu vàng này là vàng đậm giúp em nha, không phải là vàng nghệ. Đẹp xuất sắc luôn, lên giúp em màu vàng. Hồng rút size số 3 em chốt cho chị Vân Anh. Ok chứ. Chốt em màu này là màu vàng ạ, à? Màu vàng. Rồi em hết màu rồi đó, tổng cộng là em có 10 màu nha. Đặt đồ coi có chốt không vậy shop. Sao vậy là sao? Là sao trời? Cái gì là sao? Cái hả vậy là sao? Ủa không chốt cho nên bán đồ chị. Hàng của chị Dương Lê là đây, em đã đưa lên cho mấy bạn nhà em rồi, để em hỏi cho mấy bạn nhà em gọi cho chị chưa nha chị. Chị ơi, cái đơn hàng của chị đặt như vậy em đâu có biết chị đặt mẫu mã gì đâu mà em gửi nha chị ơi. Chế nhà em đặt hàng cho em bộ giả váy rồi cho địa chỉ, không biết cái màu gì, không biết size mấy để gửi luôn á chứ. Không biết mẫu gì luôn nha. Hàng em ưu tiên em chốt trực tiếp trên livestream các chị đẹp nha. Còn những cái hàng nào mà em đã đăng clip lên cho các chị á thì các chị vui lòng là các chị bình luận trực tiếp lên trên đó kèm theo cái màu giùm em. Nha, em mới biết cái mẫu nào chứ quần giả váy hiện tại là em có tới 3-4 mẫu lần nha. Cái mẫu thiêu màu này không là em có tới 3-4 mẫu lần. Nhưng mà cái mẫu này nó mới về, nó còn tương đối là đầy đủ màu, đầy đủ size. Em mới ưu tiên em like mẫu này cho các chị, còn mấy cái mẫu khác nữa. Chị Vân Anh, chị Vân Anh xanh riêu size số 3 cho chị Vân Anh. Màu em đang mặc là màu xanh riêu nha chị Cẩm Thị Lê Thị ơi. Các chị có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha cả nhà mình ơi. 67kg là mặc size 5 á chị Trần Hạnh ơi. Áo bà ba hôm qua mã vàng 63kg còn không, còn được con cái này chị size số 4. Ôi cái này size 3 rồi chứ ơi, vậy là hết trơn rồi. Ờ còn nè. Còn hai cái nữa. Vàng 4 em còn. Chứ ơi chứ lấy không? Chị Nhi Ngọc có lấy không? 63kg là mặc size 4. Chị Vân Anh xanh riêu size số 3 nè chị. Em sợ mấy chị không có thời gian coi live à, không có thời gian coi live stream nên là những cái mẫu này nè là em đều có quay clip và em nói rất là rõ từng màu luôn. Cái chị có một clip của nó tài dài tầm khoảng 2-3 phút thôi. Nên là cái chị mua hàng, cái chị cứ để cái cân nặng và chiều cao và kèm theo số điện thoại giùm em thì nhân viên của em sẽ liên hệ với các chị nha, để mà tư vấn size. Ok chị Nhi Ngọc, em lấy cho chị Nhi Ngọc một cái vàng 4. Nhưng mà các chị phải bình luận ngay cái clip đó em mới biết là các chị chọn cái mẫu đó. Và mấy chị bình luận ngay cái clip đó mà các chị chọn cái mẫu khác rồi cũng không biết đường luôn nha mấy chế. Xanh riêng size số 3 cho chị Nguyễn Thị Thanh Gương. Quần đen hả? Quần chị nói với mấy bạn chốt đơn lấy giùm em đi chị. Ừ mà quên nữa, chị Nguyễn Thị Thanh Gương hôm bữa nói em là lừa đảo rồi chứ. Ủa quên gì, nói em gì đó. Chứ nói em là bán hàng không có tâm. Chứ nói em bán hàng không có tâm mà sao bữa nay chứ vô chứ mua của em nữa vậy. Màu em đang mặc là màu xanh riêu á chị Thấm Chương. Thật ra cái chuyện đó là không có gì hết trơn á, mà chế lên chế cứ canh ngay cái bài đăng của em, cái chế nói em là bán không có tâm ai mà mua nữa.
cái gì tùm lum hết trơn á, chế nói nặng nói nhẹ em. Rồi em gọi cho chế thì chế nói em á là buôn bán nói chuyện gì kỳ giờ này kia đâu. Sao giờ chế lên chế mua hàng của em chế không sợ bị em lừa hả? Chị chốt áo bà ba hay là chị chốt cái gì vậy? Xin xin mã hả? Màu da thì còn. Màu da với mã họa tiết thì còn. Em còn xin mã hết size 2. Rồi màu em đang mặc là màu hồng guốc đi cả nhà mình, màu hồng guốc. Ok, chị cẩm hồng, em chốt cho chị cẩm hồng một cái áo và ba vàng 4 là em hết mã vàng 4. Ok, đen thiêu đỏ, size số 5 em chốt cho chị Trần Hằng. Nhà có 4 đứa mà như 1, 2, 3, 4, 12 con mắt. Ok, đen thiêu đỏ size số 5 em chốt cho chị Trần Hạnh. Màu xanh dương của em có số 4 không? Chị Kim Hồng Nguyễn ơi, cái màu này em gọi nó là màu xanh coban đó chứ. Nó sáng hơn cái màu xanh dương tí xíu nha chị, được không ạ? Cái này em có size 4 nè, nhưng mà nó sáng hơn cái màu xanh dương của mình xíu nha. Nó đậm hơn cái màu xanh coban nhưng mà nó sáng hơn cái màu xanh dương nên em gọi nó là màu xanh coban luôn. Xanh riêng size số 4 em chốt cho chị Anh Tăng Hoàng. Ok, em có số điện thoại của chị Trần Hạnh rồi á chị. Chị có mua hàng bên em rồi nha. Vàng đậm size số 3 còn nha chị Kim Đào ơi. Vàng đậm size số 3 em còn á chị. Bà Lai là em Lai hồi hôm qua rồi chị Trương Huyền ơi. Bà Lai thiêu hai bên á, 185.000 một bộ chị Hà Phan nha. Đen thiêu đỏ với hồng ruốc size số 5 cho chị Võ Giang. Có lạp xưởng trứng muối rồi hả? Em bao nhiêu một ký? Lạp xưởng trứng muối là giá 170 một ký chứ. 170 một ký. Nhưng mà nếu mà hôm nay chế đặt chắc ngày mai em mới trả đơn kịp. Ăn ngày mai em mới trả đơn kịp. Tại hôm nay là lạp xưởng em hết rồi, mới vừa hết. Ngày mai mới có lại. Bữa nay em đặt làm thì ngày mai mới có. Vàng đậm size số 3 cho chị Kim Đào. Hồng rút size số 3 cho chị Tĩnh Lạnh. Hết hồng rút ra. Hết toàn bộ mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ hồng rút ra luôn. Hồng đào size số 3 cho chị Kim Đào luôn. Ấy, quên. Hồng đào size số 3 hết chị Kim Đào ơi, em sorry. Size số 3 là em hết màu đỏ đô với em hết màu hồng đào. Em còn màu hồng guốc em đang mặc được không chị? Bạn màu. Đọc, bạn đọc lên đi rồi bạn há bấm. Để mình coi khỏi hay không chứ mình buồn bạn gì. Chứ ơi em lỡ bấm bi rồi nhưng mà không có màu hồng đào, chứ lấy qua màu hồng guốc giúp giùm em được không? Bạn bấm xong lại đây chị. Màu xanh coban. Khó khẩu. Chị lấy bộ đó số 4, em màu hồng guốc một bộ nữa cũng số 4. Dạ ok chị Kim Hồng Nguyễn, em lấy cho chị hai bộ. Một bộ màu hồng guốc chứ một bộ màu xanh coban size số 4. Ủa xanh coban 4 mình hết rồi chứ. Ok, của chị Kim Hồng Nguyễn là của chị hai bộ nha. Em đang mặc là màu hồng ruốc cả nhà mình ơi, màu hồng ruốc rất là đẹp. Áo bà ba là em like hồi tối hôm qua rồi nha chị ơi, em đợi mấy bạn nhà em chốt đơn xong hết rồi em mới like lại cho các chị ha. Tại vì mấy bạn còn lấy thêm rồi còn xả ra xả vô nữa, tại vì hồi tối em like em còn được có mấy áo à. Rồi chốt giúp giùm em màu hồng ruốc các chị. Màu này lên giúp giùm em là màu cà phê sữa, đẹp quá. Chốt em màu này màu cà phê sữa các chị. Đẹp xuất sắc.
cà phê sữa là em còn được 1, 4, 1, 4, 5 không đúng rồi 1, 4, 5 sáu hết 1, 4, 5 cà phê sữa em còn được có 3 size à 1, 4, 5 cả nhà mình. Em là 1m58 nha các chị đẹp nha, em 48-49kg. Em đang mặc bộ này là size số 1 á. Em là tầm khoảng 65, size 1 là cho các chị 50kg, eo tầm khoảng 72 trở lại các chị đẹp nha, em mặc ok ạ. À. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là màu cà phê sữa cả nhà. Hồng rút. À, chị Long Hải ơi, chị Long Hải gọn người không chị? Hồng rút 4 cho chị Thấm Chương. Chị Long Hải ơi, chị 1m6, chị 72kg, eo của chị nếu mà chị gọn người, eo tầm khoảng 92-93 trở lại, chị chốt giúp em là size số 5 á chị. Còn nếu như mà chị có lớn tuổi hay là chị hơi tròn người tí xíu thì chị lên size 6 giúp em. Rồi lên giúp em màu này là màu cà phê sữa. Thì cái chị cà phê sữa hiện tại em còn được size 1, size 4 với lại là size 5 cho các chị. Rất là đẹp luôn á các chị, màu cà phê sữa xuất sắc luôn rồi. Cái thêu này ở ngoài đẹp lắm chị, ở ngoài nó đẹp hơn ở trên line nữa đó. Rồi chốt giúp giùm em ạ. À. Màu cà phê sữa. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu tím măng cục. Ba hết luôn hả chị? Ba hết tím măng cục luôn hả? Còn 2, 4, 5 mà 6 hết luôn. 1 thôi, cái đó 1. Em còn 1, 2, 4, 5 các chị. 1, 2, 4, 5 cho màu tím măng cục. Ngực 105 hả chị? Không, cái vòng eo của chị á là bao nhiêu vậy? Em lấy lên cho chị size 6 nha. Nếu ngực 105 thì em lấy lên size 6 nha chị, để thôi size 5 chị mặc không vừa cái ngực á. Ví dụ như cái eo mà nó có rộng tí xíu thì chị chích band vô được nha, chị chích band vô là nó ôm vô mà. Chích hai cái band phía sau vô vậy nè. Để nó ôm vô. Còn quan trọng là cái kích ngực của mình. Vậy em lấy cho chị size 6 nha. Kiểu khác mà màu cà phê sữa size số 3 hả chị, cái kiểu trên nó còn không chị đi. Cái kiểu thêu cổ. Còn cà phê sữa xe 3 thôi. Vừa chị Thấm Chương. Cái này với cái size đó nó y chang nhau á chị. Chốt giúp giùm em màu này nha mấy chị ơi. Màu tím măng cục nó đẹp cho nè các chị. Em có size 1, size 4, size 5. 1, 2 chứ 1, 2, 4, 5 cho màu tím măng cục ạ. 185.000 một bộ. Ok chị Long Hải em lấy cho chị size 6 nha. Hồng rút size 6. Hết rồi. Chế ơi, size số 6 nè. Size số 6 em đọc lại cho chế nha. Hết trơn màu hồng vuốt rồi nó lại còn lại màu hồng đào. Size số 6 là em còn hồng đào, em còn màu vàng đậm, em còn được màu tím lục bình, em còn được màu xanh lý, màu vàng đậm nha, với đen thiêu đỏ, với đen thiêu vàng. Size số 6 là em còn được mấy bộ đó đó. Sorry chế nha. Một mét sáu ba nặng 65kg mặc size 4 chị Ngân Tường. Tím măng cục size số 5 em hết trơn rồi chị Trần Kính ơi. Ủa còn chứ? Ok, tím măng cục size số 5 còn được bộ cho chị. Cái đấy còn thì không bán. Cho em số điện thoại, cho em số điện thoại chị, em còn một bộ cho chị á, chị Trần Kính. Cái mẫu này. Cút cút cho em đi chứ. Ống rộng tối qua em like là còn á chị Thúy Trần My Thúy. Chị em còn được bộ này màu cà phê sữa size số 3 này chị chịu không? Thiêu cổ 185.000 luôn. Chị Trần Kỉnh lên giúp giùm em số điện thoại nha chứ ơi. Hồng đào cái mẫu này em cũng còn size 3 nữa. Đây để em mặc cái kiểu thiêu cổ vô cho các chị xem, chị nào thích thì các chị lấy. Em còn cái kiểu màu cà phê sữa này nè chị chịu không ạ? À? Cái này size 3 là em còn được cà phê sữa với em còn được hồng đào. Đó là cũng giả máy luôn, nó cũng bằng giá luôn nha. Em thấy số điện thoại của chị Trần Kỉnh. Chịu kiểu này thôi chị. Kiểu này em thiêu cổ. Cái kiểu thiêu nó đơn giản hơn tí xíu. Nó rất là đẹp nha. Đây, em đang mặc cái này là size 3. Size 55-60kg. Chị nhận được đồ bộ hồng đào rồi, đẹp lắm em. Dạ cảm ơn chị gái Phạm rất là nhiều. Cảm ơn chị đẹp.
Rồi lên giúp em bộ này đi cả nhà. Chị nào thích cái bộ này thì lên giúp em cà phê sữa ba ha, thiêu cổ. Cái nổ này em cũng mới về đó, mới về. Nhưng mà bữa giờ về cái hàng kia nên là tại em về ba lô thiêu cổ liên tiếp rồi, nên là cái chị đẹp nhà em muốn cái kiểu mới nên là em lên cái kiểu kia cho mấy chị. Rồi chị nào ấy thì lên giúp em bộ này ha, cũng 185.000 luôn. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em là màu xanh coban. Màu này cả nhà chốt em xanh coban. Xanh coban thì em còn đủ size. Tới size 5 chứ, từ size 1 đến size 5, size 6 em hết rồi. Chốt em màu này là màu xanh coban ạ. Rồi chốt em màu này nha cả nhà mình. Chốt em xanh coban các chị đẹp nha em. Đẹp quá các chị ơi. Chị Hoàng Hồng khách mới, cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha chị. Cà phê sữa xe số 3 cho chị Phúc Huy Trần. Ok chị Phúc Huy Trần. Giả váy em chưa có hàng bông. Hàng bông em đang ra, các chị thích giả váy bông thì các chị chịu khó chờ giúp em ha. Rồi chốt em các chị. Lấy chị áo bà ba 56. Dạ chị thần, chị Trần chỉnh thôi chút xíu em lên áo bà ba chị tự chọn nha. Áo bà ba đợt này về em không có màu tối, màu sáng không à. Chị Hoàng Hồng không có cân nặng chiều cao thì em sẽ chốt qua cà phê sữa cho chị Kim Phượng trước nha. Em chốt cho chị Kim Phượng màu cà phê sữa size số 3 là em hết cà phê sữa size số 3. Cái kiểu thiêu cổ nha chị Kim Phượng. Em chốt kiểu thiêu cổ nha chị là em hết cà phê sữa luôn nha các chị. Chị Thúy Trần My Thúy ơi, xanh mạ size số 5 là em hết. À, để coi mấy màu kia còn cái gì thì em lấy cho chị ha. Cái bộ quần nhỏ váy á chị. Ở quên ống rộng hả? Dạ. Nhưng mà mình hết xanh mã năm rồi. Còn ở trong đó bộ này chị lấy cho chị bộ đó. À lấy đủ không? Lấy đủ còn cái nào đấy? Không có. Chỉ bình luận trong đó 4-5 bộ. À vậy cho chị bộ xanh mã năm. À da năm xanh đậm. Chị Phú Lê Vân ơi, chị Phú Lê Vân lấy hồng đào hay là lấy hồng guốc chứ ơi? Hiện tại là em chỉ còn hồng guốc là size 3 ở quên hết 3 luôn hả chị? Hồng guốc 3 hết nãy giờ. Hồng guốc 3 em hết luôn, em chỉ còn hồng guốc 5 thôi, còn hồng đào 3 với 5 em hết. Còn chị lấy cái kiểu còn thì cái kiểu thiêu cổ thì em còn 3 với em còn 5 cho chị luôn. Nha, còn cái kiểu em đang mặc là hết rồi. Tím 2 cho chị Dương Thị Mỹ Phượng. Chị Dương Thị Mỹ Phượng là tím măng cục size số 2 ha chị, mẫu em đang mặc ha. Tím măng cục size số 2 cho chị ạ. Tím măng cục size số 2 em chốt cho chị Dương Thị Mỹ Phượng. Bộ thiêu cổ là em nhiều màu lắm chị. Chị Thúy Trần mấy thí nó chỉ không có bộ mạ thôi, còn ba bộ kia có. Không, một là em lên da hay là cái gì đó chị, chứ không phải em không có lên màu bò. Tại vì cái này không có màu nào màu vàng bò hết chị gái Phạm. Màu da hoặc màu cà phê sữa. Xanh Coban xe số 3 em chốt cho chị Nguyễn Kim Trường. Xanh Coban xe số 3 em chốt cho chị Nguyễn Kim Trường. Còn này là 135. Không rộng. Chị gì mà không có số điện thoại nè. Ủa anh không có tên nè. Sao cái Facebook của chị nó không có tên á chị ơi. Chị coi lại giùm em coi. Em không có coi được cái thông tin của chị. Bữa như chị cũng có đặt một lần mà cái nick nó cũng không có số điện thoại vậy nè. Chị nhận được cái đơn đó chưa chị? Lên giúp em bộ này nha cả nhà mình ơi. Bộ này các chị đẹp chốt giúp giùm em, mã này là màu xanh coban nè.
Rồi màu đỏ đô này em còn duy nhất size số 5 thôi các chị, kéo em màu đỏ đô. Em trả lời chị rồi đó chị, cái tên, cái nick Facebook không có tên nè. Em trả lời mình rồi đó. Đồ bộ bà Lai em không biết khi nào có hàng đâu chứ ơi. Nha, em không biết khi nào có hàng nên em không có trả lời chị được nha. Lên giúp em màu này màu đỏ đô cả nha. Màu vàng có không bé? Dạ có nha chị Phú Lê Vân ơi, em có màu vàng đó. Màu vàng được này là màu vàng đậm. Lên giúp em màu này màu đỏ đô, cái chị đỏ đô em còn duy nhất size số 5 thôi. Lên trên hình nó sẽ hơi tươi tí xíu nha cả nhà. Cái chị mà Facebook không có tên hôm bữa hả? Ừ. Gọi quá trời có bắt máy. Vậy hả? Ừ. Đơn hàng của chị gọi không có bắt máy, xả đơn luôn rồi chị ơi. Chị Nguyễn Ngọc hay gì đó đúng không? Có phải tên Nguyễn Ngọc không? Ghi số, bạn ghi bằng số điện thoại á hả? Cái Facebook của chị mà không có tên á, là hôm bữa chị nói chị là chị Nguyễn Ngọc đúng không? Bên em gọi cho chị quá trời luôn không có bắt máy. Hình như chị có gọi lại hay gì đó thì không có gọi lại luôn hả? Xả đơn luôn hả? Tới chiều luôn á. Chị gái Phạm ơi, chị mặc đồ màu cà phê sữa, cái đó em có một màu một thôi. Chị đã chốt rồi là nó y chang vậy đó chị. Rồi chị mặc size số mấy? Bây giờ là màu, cái đó là em gọi là màu cà phê sữa, là mỗi một lô em chỉ có một màu đó thôi đó. Nó không có màu da, nó không có cái lô nào mà nó vừa màu da với màu cà phê sữa luôn. Hết em. Rồi cái màu đó em lên là màu cà phê sữa hết. Hồi sáng chị nhận là chị nhận mẫu nào và chị mặc là size số mấy? Có vừa màu da và cà phê sữa, là 56 kg/m² chị đang hỏi em mẫu nào vậy chị? Đang hỏi mẫu giả váy hay là mẫu nào ạ? À? Rồi lên giúp em màu này màu vàng đậm đi cả nhà. Chốt em màu vàng đậm các chị. Cái Facebook của chị Lê Dương gì hồi nãy chị gửi lên cho em, thấy em gọi chưa? 56 kg/m² L75. Size 2. Vậy là một bộ size 1, một bộ size 2, cô banh 1, cô banh 2. Cô banh 1 đó là mẫu đi chị. Cho em một bộ chính size 5 là luôn chị. Chị Phú Lê Vân chốt vàng 2 bộ là chị lấy size mấy, lấy size mấy nha chị? 60 kg/70 kg. 60 kg/70 kg là 60 kg/m55 trở lên em chốt cho chị size 3, hay là 70 kg/m55 trở lên là size 5 em chốt cho chị màu vàng này 2 bộ. Ok chị Phú Lê Vân. Rồi chốt giúp em nha các chị, mà này. Chốt dạng 2 bộ và xe máy với xe máy. Xe 3 với xe máy. Chốt em bộ này là đen thiêu đỏ đi các chị, đen thiêu đỏ. Ok chị, em chốt chị bộ xe 3 với bộ xe 5. Rồi lên giúp em bộ này là đen thiêu đỏ cả nhà. Quá đẹp luôn các chị ơi, có 185.000 à. Em like từ từ cho các chị dễ xem mẫu nè. Chốt giúp dùm em bộ này là đen thiêu đỏ cả nhà mình nha, đen thiêu đỏ. Trời ơi, chị gái Phạm ơi, em nói nãy giờ chị không hiểu hả? Em không có màu da. Cái lô nào nó cũng là màu cà phê sữa hết nha chị ơi. Nha. Rồi bây giờ là chị mặc size số mấy? Chị mặc size số mấy? Rồi để em dơ mẫu lên cho chị coi. Em nói là em không có màu da. Cái màu nào cũng là màu cà phê sữa hết nha. Bây giờ chị mặc size số mấy? Tại vì đó là em còn lẻ size cho em không, nhiều khi còn không có đúng cái size của chị nữa. Chị cho em cái size của chị đi rồi em dơ lên cho chị coi nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà mình. Lên giúp em màu này là màu
đen thiêu đỏ. Lên giúp em mã đen thiêu đỏ. Size số 3 em hết trơn rồi, không có còn bọt mẫu nào em còn size 3 hết á. Cái mẫu em đang mặc cũng hết, mà cái mẫu thiêu cổ cũng hết luôn. Mẫu thiêu cổ nãy còn 2 bộ em chốt cho khách hết luôn rồi chị. Lên giúp em bộ này là đen thiêu vàng cả nhà. Đen thiêu vàng. Em hết rồi nha chị Kim Đào ơi. Nãy giờ em lên chị không chốt, khách chốt hết trơn rồi chị. Khách chốt màu cà phê sữa nãy giờ hết trơn rồi. Còn có 2 bộ em dơ lên khách chốt hết rồi nha. 46kg mặt size 1 chị nhỏ Út ơi. Hết rồi nha chị gái Phạm ơi. 2 bộ cà phê sữa 2 mẫu em đều hết luôn. Dạ. Không chứ. Hai khách đó cũng ok. Lên giúp giùm em mẫu này nha các chị đẹp nhà em ơi. Đen thiêu vàng. Em lo mấy chị buồn ngủ chưa? Chốt em màu này là màu hồng đào các chị. Màu hồng đào này em còn được size 1, size 4 với size 6 cả nhà. 146 cho màu hồng đào. Màu hồng đào này dễ cưng lắm mấy chị. Cái màu hồng đào này rất là đẹp. Màu hồng đào em còn size số 3 chị. Đen thiêu vàng size số 3 cho chị Phú Lê Vân một bộ. Màu hồng đào còn size số 3 đâu. Ủa em đen thiêu vàng. Còn màu hồng đào size số 3 là cái mẫu thân cổ đó chị. Hồng đào này nó nhạt hơn xíu chứ ơi. Cái này là do... Ủa này là hồng phấn mà. Đó là hồng phấn đó luôn. Đây, cái màu hồng đào em còn được 2 bộ nè, kiểu thiêu cổ nè, chứ chịu không? Chị em chốt cho. Nè chị gái Phạm, hồi nãy chị hỏi em là cái kiểu này nè chị. Màu đỏ cũng còn nha. Hồi nãy chị hỏi em cái màu cà phê sữa kiểu kia coi có giống kiểu chị mới nhận không, là cái kiểu này nè. Đó, em có 2 kiểu này là có màu cà phê sữa đó. Kiểu này chị có chưa? Đây, cái kiểu bông này nè. Nhưng mà nó cũng hết luôn rồi chết. Giờ nó còn màu hồng đào không à. Đây hồng đào thiêu cổ này thì em còn size 3. Còn hồng đào em đang mặc á là chỉ còn 145, 146 thôi cả nhà. Hồng đào em đang mặc là còn 146 nha. Hồng đào này thì em còn size nè. Rồi cả nhà lên giúp giùm em là hồng đào thiêu cổ nha. Thì cái chị lấy size 3 thì cái chị lấy. Hồng đào cái kiểu em đang mặc hết size số 2 rồi chị. Kiểu thiêu cổ thì em còn được không chị ơi? Chị nào lấy hồng đào thiêu cổ thì lên giúp em chữ thiêu cổ để em biết em lấy cho các chị. Rồi màu này lên giúp em màu tím lục bình ạ. Mình còn cái lô xe lên em nữa, cái lô trong góc đó. Đó không có hồng đào. Không có. Xuất sắc chưa mấy chị ơi, màu tím lục bình. Tím lục bình giúp em nha cả nhà mình, tím lục bình. Hồng đào 3, chị Nguyễn Ngọc Lan lấy hồng đào 3 là lấy cái bộ thiêu cổ đúng không chị? Em lấy cho chị bộ thiêu cổ nha, còn cái kiểu em đang mặc là hết rồi nha. Chị nào hỏi thì chốt đi là hết rồi em mấy chị. Ok chị Kim Đào. Màu hồng đào đẹp lắm, dạ đúng rồi. Lên giúp em màu này là màu tím lục bình nha. Tím lục bình rất là đẹp các chị. Ok, hồng đào thiêu cổ em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Hồng đào thiêu cổ size số 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Size 3 chốt rồi chị. Hết rồi.
không đâu nữa không chị? Rồi, hết trơn rồi. Màu đen thôi mà chứ mình còn hàng mẫu không, mẫu không còn là hết rồi. Rồi hồng đào size số 2 hết rồi chứ, em còn hồng phấn rồi, hết hồng đào rồi. Chị Kiều Anh Nguyễn hết trơn hồng đào 2 rồi chứ. Hồng đào 46 cho chị Phú Lê Vân, không lấy màu vàng chị. Ok chị Anh Tăng Hoàng. Cái này trung niên mặc nè chị. Cái này trung niên mình mặc bình thường nè. Mấy cô bên em là 70, 7 mấy tuổi còn mặc mấy bộ này mà. Vân không có lấy màu vàng nha chứ, tạm màu vàng đổ không màu vàng. Tím lục bình size số 2 cho chị Lê Hà. Chị Lê Hà khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị. Chị là khách mới, chị vui lòng chị lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chứ ơi. Rồi màu cuối cùng cái chị màu xanh lý. Ủa gì họ không lấy bộ nào hết, cuối lên con hai bộ vàng cả hết rồi. Dạ. Tiếng lục bình size số 3 cho chị tiếp con lên. Không có nha chị Nguyễn Kim Trường nha. Có hồng tím là sao ta? Là đen thiêu hồng, đen thiêu tím đó hả chị? Không có chị nha. Chị có đen thiêu đỏ với đen thiêu vàng thôi. 185.000 một bộ à. Rồi màu em đặt mặc là màu xanh lý cả nhà mình. Đây cái màu này cũng rất là đẹp và rất là sang này các chị. Chốt em màu này nha cả nhà mình. Lên giúp em màu này là màu xanh lý. Màu xanh lý rất là đẹp. Màu xanh lý 185.000 một bộ. Quần giả váy và chất liệu là vải solen, hàng thiêu trực tiếp giúp em nha cả nhà mình ơi. Bộ này là em bán mấy chị 190 hoặc 195 mới là đúng giá đó các chị. Mà em bán có 185 thôi nha. Lô này là bán giá rất là mềm luôn. Tại vì hàng Solen bây giờ hàng trên thị trường là hàng đợt này là hầu như là giải tăng. Và thiêu mà cầu kỳ như thế này là mỗi một bộ tăng ít nhất cũng phải là 15-20 ngàn. Hàng Solen á. Mà em may cho các chị là cái này là thiêu cầu kỳ mà quần của nó là quần giả váy chứ không phải là quần ống nhỏ. Ok chị Lê Hà, lên giúp giùm em số điện thoại đi chị. Lên giúp em số điện thoại nha. Rồi em qua mẫu cho mấy chị nha. Màu em đang mặc là màu xanh lý, rất là đẹp luôn nè. Cái màu này mặc rất là sang luôn nè. Chị nào mà u 50 mấy tuổi ha, với cô nào lớn lớn tuổi mặc màu này rất là đẹp. Màu xanh lý với đây. Không lên màu lại à. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị nha. Chị xếp cái đó lên. Có gì chút em lên làm xem. Cái này cái cọc hàng mẫu đâu rồi chị? Em lên cho cái chị mẫu ống rộng nha mấy chị. Em lên cho cái chị cái kiểu này là kiểu ống rộng. Em có vừa bông với vừa màu luôn. Chị nào không thích ống bự thì cái chị chốt cái ống rộng. Ống rộng thì 130, 125 ngàn bộ luôn nè. Em cũng bán tặng cho mấy chị luôn nè. Giá 125 mà. 125 hả? Qua mình bán 125 mà. Để chị ghi rồi 125. Đó chạy quá đất rồi. Đây cái này em có mấy bộ màu nè. Cái chị thích màu thì cái chị lên màu. Bộ này là bộ ống rộng nha cái chị. Cái ống nó sẽ nhỏ hơn cái quần giả váy của mình nha. Cái này thì chất thun nó là chất thun lai dông.
lý xe số 5 em chốt cho chị Lucky Mini. Ok chị. Em đang mặc là quần ống rộng, giá 125.000 một bộ. Màu em đang mặc là màu vàng đồng. Cả nhà chốt em màu vàng đồng. Hãy là cho em mấy cái áo đi. Màu lại cho mấy chị. Rồi em dơ màu lại cho mấy chị coi. Màu của cái mẫu 185.000 ha. Sinh lý xe 5 cho chị Lucky Mini. Rồi em dơ màu lại mẫu 185, mẫu Solentil nè các chị. Màu này là lên với em màu hồng đào. Màu này lên giúp giùm em là màu tím lục bình. Tím lục bình. Các chị muốn xem kỹ hơn các chị có thể coi cái clip hồi sáng em mới đăng đó các chị. Đầy đủ màu trên đó hết luôn. Màu này đen thiêu vàng. Đen thiêu vàng hiện tại em còn được 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6 nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em cái này màu xanh lý. Rồi đen thiêu đỏ. Đen thiêu đỏ thì em còn từ size số 1 đến size số 6 cho các chị. Đen thiêu đỏ. Chốt em đen thiêu đỏ nha. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu vàng đậm. Cái này là màu vàng đậm. Còn em đang mặc trong người em là bộ màu vàng đồng. Lên trên hình cái màu nó hơi khác là chị, do cái ánh sáng đó. Tại những cái màu này nó sẽ hút ánh sáng rất là mạnh đó, nên là lên màu nó hơi khác một tí xíu nha. Ở ngoài nó là màu vàng đồng, lên đây nó hơi màu cam đất rồi. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha các chị ơi. Màu vàng đậm. Em đang mặc là vàng đồng. Rồi cái này các chị đẹp chốt giúp giùm em là màu xanh cobalt. Bộ em mặc là giá 125, quần ống rộng. Em đang cầm cho các chị cái mẫu áo này là quần giả váy. Lên giúp giùm em mẫu này là màu đỏ đô. Đỏ đô thì hiện tại em chỉ còn size số 5 cho các chị thôi. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím măng cục. Chốt em màu này màu tím măng cục nha các chị. Chốt em tím măng cục. Rồi màu này các chị đẹp chốt giúp giùm em là cà phê sữa. Chốt em màu cà phê sữa, đẹp quá đẹp luôn. Cà phê sữa à. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh rêu. Chốt em màu này là màu xanh rêu. Rồi màu này các chị đẹp lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Chốt em màu hồng ruốc. Rồi em có tổng cộng 10 màu. Cái màu đen ra thêm một thiêu chỉ nữa là ra được 11. Rồi các chị đẹp chốt giúp em màu đó nha. Rồi em chốt qua mẫu này. Vàng đồng em đang mặc size số 2 cho chị Phúc Huy Trần. Ok chế đẹp. Vàng đồng size số 6 cho chị Long Hải. Ý vàng đồng 6 hết rồi. Chứ cái cọc này còn size 6 đâu chứ. Vàng đồng 6 hình như em hết rồi chị Long Hải ơi. Rồi đúng rồi. Vàng đồng size 6 em hết nha chị Long Hải. Hết trơn rồi chị. Hôm qua em bán hết rồi. Chị Long Hải nãy giờ là hết. Không có hai bộ rồi đó. Hồng rút với vàng đồng em không có. Vàng đồng size số 5. Ok em chốt cho chị Trúc Cao. Đen thiêu vàng size số 4 cho chị Gia Minh. Vàng đồng có size 65kg chị. Vàng đồng em có size 65kg là size 4. 65kg cao 1m55-56 trở lên ha. Là mặt size số 4. Đen thiêu vàng size số 4 em chốt cho chị Gia Minh nè. Vàng đồng 60kg hả chị Trần Oanh? 60kg chị cao bao nhiêu vậy chị Trần Oanh? Bình thường chị mặc bên em size nào chị lên size giúp em luôn đi. Em khỏi phải hỏi lại cái chiều cao nữa mất công nha chị. Vàng đồng size số 2 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Chị lên giúp em vàng đồng size mấy luôn đi. Còn không thì lên thêm giúp em cái chiều cao. Hả? Mà trắng size số 3. Xanh cobalt là bộ thiêu á hả chị đúng không? Xanh cobalt size số 2 em chốt cho chị Lê Hà. Em lấy cho chị Lê Hà bộ xanh cobalt này ha, size số 2. Bộ 185.000. Đúng rồi chị Thấm Chương. Đồ là chút xíu mấy bạn nhà em gọi cho mấy chị luôn đó, là đơn đi chiều nay luôn đó chị. Đơn đi chiều nay cho mình luôn á.
Chị Hồng Đòn ơi, chị Hồng Đòn chốt xanh Cuban size số 2 hả chị? Vàng đồng size số 4 em chốt cho chị Phượng Nguyễn. Hồng rút chị không? Hải không có. Hồng rút xấu hồi nãy là em báo hết rồi đó chị, có nghĩa là trong cái line này là hình như là chị mới được có một bộ à. Vàng đồng với hồng rút là chị không có nha. Rồi vàng đồng size số 4 cho chị Phượng Nguyễn. Chị Trần Anh là size số 4. Chị Trần Anh, chị nói cái đơn của chị giữ lại gì nè bé Thủy. Vàng đồng 4 cho chị Trần Anh. Chị Trần Anh ơi, khi nào mà chị về Việt Nam á thì chị liên hệ với mấy bạn giùm em nha. Mấy ngày nữa chị về thì chị gọi lại cho mấy bạn giùm em, hoặc chị nhắn giùm em để em biết em nói mấy bạn chốt đơn cho chị. Chị ghi lại chị Trần Anh size số 4 đây là giữ đơn. Em không có màu cam đất nha chị Liên Nguyễn ơi. Chị Kiều Anh Nguyễn là chị chốt bộ da 2 hả chị? Da 2 là chốt cái mẫu này luôn đúng không chị? Mẫu này đúng không? Da 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Ok chị Phượng Nguyễn, vàng đồng chị có rồi. Một bộ hoa vàng size số 2 cho chị Trần Thị Hương. Ống rộng hoa vàng size số 2 em chốt cho chị Trần Thị Hương. Chị Trần Thị Hương là bộ này nha chứ. Em đang mặc là quần ống rộng nha chị Duyên Chi Đỗ. Em đang mặc là quần ống rộng dài á chị, nó không phải là quần giả váy. Cái ống nó gọn hơn quần giả váy. Em đang mặc cái màu này, nó màu vàng đồng cả nhà ơi. Ở ngoài nó là màu vàng đồng, lên trên hình các chị có thể thấy nó ngã ngã sang cái màu cam đất á. Nó là màu vàng đồng với em ha. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã họa tiết nè. Cái này em lên nửa lô bông với nửa lô màu. Nó có 5-6 bông với nó có 4-5 màu gì đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết các chị, họa tiết. Em đang mặc là màu vàng đồng, các chị chốt thì lên giúp giùm em là vàng đồng kèm theo cái size giúp em các chị. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu tím sen cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Chốt em màu này là màu tím sen à. Họa tiết size số 2 cho chị Phúc Huy Trần. Họa tiết size số 2 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Màu tím sen này đẹp lắm nè mấy chị. Cái màu này đẹp. Chốt em tím sen. Rồi cái bộ này lên giúp giùm em là mã hoa vàng. Chốt em cái này là hoa vàng giúp em nhanh, hoa vàng tím sen size số 2 em chốt cho chị Dương Diễm là hết tím sen 2 luôn. Là em hết tím sen 2 luôn nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã hoa vàng à. Hoa vàng cả nhà. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu nho. Màu nho là cái màu nó đậm nha các chị, cái màu đậm hơn màu tím sen nha. Lên giúp em màu này là màu nho. 125.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Vải thun nha chị ơi. Nó là vải thun giúp em. Rồi cái này cái chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Màu da. Lên giúp em màu này là màu da các chị, màu da. Chốt em là màu da. Rồi màu này em có màu cà phê sữa luôn. Cà phê sữa 125 nha các chị. Bộ này 125.000. Chất thun lai dòng. Còn thun solen thì nó sẽ mắc hơn nha, hàng thiêu thì nó khác. Chị Dương Diễm là tím đậm size số 1 hả chị?
Ủa quên, tím sen size số 1 hả? Tím sen size số 1. Chị đổi lại tím sen 1 đúng không? Size 1 là 50kg trở lại thôi nha. Form này nhỏ nha chị. Chị đổi lại tím sen 1 đúng không ạ? Nếu như vậy thì chị lên gọi giúp dùm em là tím sen 1 đi chị. Một bộ màu nho ống rộng size số 2 em chốt cho chị Trần Thị Hương. Ok chị Hương. Cà phê sữa size số 2 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Chị Dương Diễm, chị bình luận lại giúp dùm em là tím sen 1 đi chị. Để em bấm bill ra luôn ha, để cho nó đừng có bị lộn. Rồi lên giúp em màu này là màu cà phê sữa nha các chị, cà phê sữa. Rồi chốt em màu này là màu xanh ngọc. Chốt em xanh ngọc. Chốt em mã này mã xanh ngọc các chị, xanh ngọc. Rất là đẹp. Cái kiểu này nó đơn giản mà nó đẹp. Cái họa tiết á, nó không có rườm rà. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh đậm. Chốt em màu này là màu xanh đậm đi cả nhà, xanh đậm. Họa tiết. Chốt em màu xanh đậm nha. Ok, tím sen size số 1 cho chị Dương Diễm. Chốt em màu xanh đậm cả nha, 125.000 một bộ. Rồi màu xanh mạ. Màu xanh mạ em chỉ còn duy nhất một bộ size 1 luôn, xanh ngọc size số 2 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Màu xanh mạ em còn duy nhất một bộ size số 1 cả nha. Cái này mặc đẹp lắm nè mấy chị, mặc trắng da lắm. Xanh mạ, chốt em xanh mạ nha. Xanh ngọc size số 6 còn không chị? Còn một bộ. Ok, xanh ngọc 6 cho chị Long Hải. Chốt em bộ này nha cả nhà mình. Chốt em màu xanh mạ cả nhà. Xanh mạ em còn được một bộ. Xanh ngọc size số 2 cho chị Diệu Thu. Quá đẹp luôn các chị ạ. Rồi em mặc lại cho các chị xem nha. Xanh đậm size số, xanh mạ size số 1 em chốt cho chị Phúc Huy Trần là em hết xanh mạ luôn. Xanh đậm size số 5 em chốt cho chị Trúc Cao. Dạ quần lõ em không có chị. Đợt này em có quần dài không ạ? À? Tại gần Tết rồi em ra quần dài cho các chị không ạ? À? Ít có ra quần lõ. Xong cái này em sẽ lên bà ba cho các chị. Chốt em màu này nha các chị ơi. Chốt em mã này mã xanh đậm à. 125.000 một bộ chị. Đơn của chị gọi rồi là đi rồi nha chị Hồ Tuyết ơi. Không có yêu cầu giữ đơn là đơn đã đi rồi nha chị ơi. Chốt giúp giùm em màu này nha các chị. Chốt em màu này là màu xanh đậm các chị đẹp nha em. Xanh đậm. Mà em có giữ cho các chị thì em mấy bạn nhà em cũng giữ qua tới chiều ngày hôm sau. Mà không có đơn là mấy bạn nhà em cũng đi đơn ha. Nên các chị lưu ý giúp em là đơn hàng là em đi trong ngày nha mấy chị. Gọi ok hết là đi luôn nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha các chị. Chốt em màu này là màu xanh đậm à. Lên giúp giùm em là xanh đậm. Em đang lên lại bông nè chị. Em đang lên lại bông nè, mình coi giùm em đi. Chốt vải thun chị đúng rồi. Lên giúp em màu này nha các chị ơi. Chốt em màu này là màu xanh xanh ngọc. Rất là đẹp luôn. Tại vì em like không à, nhiều khi mấy chị hỏi đơn đi chưa em không có biết. Quan trọng là mấy chị chốt đơn với mấy bạn ở dạ nhân viên làm sao á. Chốt giúp em màu này, màu xanh ngọc cả nhà mình ơi. Màu xanh ngọc. Em là 1m58 nha cả nhà, em 48kg. Rồi cả nhà chốt em màu xanh ngọc. Không, em không có bán lịch bụng. Trời, lịch bụng này mấy chị mua ở đâu cũng có mà. Dễ mua. Giờ nó rất là phổ biến đó chị. Lịch bụng này giờ mấy chị mua dễ mà. Cứ lên trên mạng là mình mua thôi, mình giờ mình xài thôi chứ. Cái đó chuyên về lịch. Cái chị mua hàng mà ngay chỗ, cái chỗ mà người ta bán chuyên về lịch bụng, cái chị sẽ có nhiều sự lựa chọn. Còn với tụi em á là chỉ mua về xài thôi chứ đâu có bán, đâu có bán đâu. Đâu có chuyên.
À, cái này mà lúc mới ra là cái chị mua mắc lắm nha. Lúc mới ra cái chị mua 700-800 ngàn. Mà nó là cái những cái thanh sắt, thanh gì á, chờ xài nó rất là đau. Còn bây giờ là rất là nhiều loại và cái chị xài rất là thoải mái. Nên là mình cứ lên mạng mình tham khảo chứ. Em mặc cái em mặc cái này á là do là giống như cho nó định hình cái của mình lại á, chứ em ít có bị gồ lưng á mấy chị. Phải đứng cái hay khum vậy nè. Cái thói quen của người của mình là hay đứng là hay bị khom. Xài những cái này cho nó định, cho nó thẳng cái lưng lên nha. Ưỡn ngực cong mông lên. Mấy cái này giờ dễ mua lắm, mấy trăm ngàn cái. Em tụi em chuyên về quần áo, em chuyên về quần áo, không có chuyên về đai nịt bụng. Xanh ngọc C3 cho chị Sammy. Xanh ngọc C6. Hết rồi chứ. C6 hiện tại bây giờ em còn bông vàng, em còn tím sen, em còn nho với em còn cà phê sữa. Lên giúp em mẫu em đang mặc là mã họa tiết đi các chị. Chéo em mã họa tiết. Các chị mua xài đi, xài là mình mua đừng có nhỏ quá, mua nó cái dạng mà nó nhiều nấc á, cái mình làm nịt vô từ từ, cái mới mà mấy chị nịt vô mấy chị khó chịu lắm á, xài từ từ mới quen. Màu vàng đồng size 4 còn bộ cho chị Liên Nguyễn là em hết vàng đồng 4. Họa tiết đi các chị, bộ này cũng đẹp nè. Lên giúp em mã họa tiết ạ. Màu tím sen. Mấy bạn hot girl và mấy bạn bán mấy cái hàng cụm này cũng nhiều nè. Chị đẹp nha em. Dễ xài. 58kg xanh ngọc. Chị kêu em à. Cái này hình như là em cũng 3-4 cái vậy mấy chị, em mua em cũng hơi bị tốn và bị nhiều á. Cái này chị. Thôi nó đè này nha. Thôi nó xuống. Để coi bị đè. Đè nha, cái đè này nha. Chốt em màu tím sen ạ. Họ tím sen. Rồi lên giúp giùm em màu tím sen đi, cả nhà màu tím sen đi các chị. Chốt em màu tím sen cả nhà mình ơi. Chốt em màu tím sen các chị. Đẹp quá đẹp luôn các chị ơi. Trời ơi đẹp quá, cái mã bông vàng nè các chị, bông vàng. Tím sen 6 em chốt cho chị Nga Nguyệt một bộ. Tím sen size số 3 cho chị Sam Mix một bộ. Tím sen 3 như em hết rồi chị Mix. Sam Mix ơi em hết rồi, hết trơn tím sen 3 rồi. Em còn màu nho là cái màu nó đậm hơn tí xíu. Lên giúp em mã này mã bông vàng đi các chị. Bông vàng. Đơn ngày hôm qua là gọi hết rồi nha cô ơi. Cô coi lại giùm con coi là có gọi cho cô chốt đơn hay là cô chốt được hàng hay là gọi cô không có máy gì không nha. Con không thấy mấy bạn nốt, nếu như mà cô có đơn là mấy bạn nhà con đã có gọi cho cô rồi đó. Sao cô không biết là gọi rồi hay chưa luôn ạ. Còn nếu không thì cô không có chốt được hàng. Dạ mấy lỡ em không có à. 57kg là mặt size số 3 nha chị ơi. Chốt em bộ này là bộ bông vàng đi các chị, rất là đẹp luôn. Chốt em mã bông vàng. Đây để em mặc màu nho cho mình coi nha. Đơn ngày nào là em gọi hết ngày đó nha mấy chị ơi. Chỉ có buổi tối thì qua sáng ngày hôm sau mới gọi nha. Còn em like buổi trưa như thế này là chiều mấy bạn nha, em sẽ gọi luôn. Gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được là em không có đi đơn. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu nho. Họa tiết size số 3 cho chị Phan Châu. Hình như bông vàng size số 3 em hết đó chứ đẹp ơi. Size số 3 em còn xanh đậm không mà bông vàng em hết chưa.
xanh đậm nó giống giống như là bông vàng vậy đó chị, được không chị? Cô mua tối hôm qua thì hồi sáng giờ mấy bạn nhà con đã gọi rồi đó cô. Rồi chốt giúp dùm em mẫu này nha, cô coi dùm con có cuộc cỡ nhỏ không, 4243 cuối. Rồi hôm qua con có hỏi cô về cái số điện thoại của cô rồi đó, là buổi sáng gọi thì nói đúng, còn buổi chiều gọi thì nói không có đúng đó. Rồi con hỏi cô xác nhận lại số điện thoại đó ok không, cô đã ok rồi đó, cô coi lại dùm con lần nữa đi ha. Bông vàng xe số 3 hình như là hết rồi. Nho ba anh chốt cho chị Sam biết rồi. Tím sen xe số 2 hết luôn rồi chị Kiều Yến rồi. Tím sen xe số 2 hình như em hết luôn rồi chị. À còn được phân bộ, ok nhé. Tím sen xe số 2 em chốt cho chị Kiều Yến một bộ. Lạp xưởng tôm hả chị? Lạp xưởng tôm chắc ngày mai có đó chứ. Đâu hết rồi, hết cái này đúng không vàng thế đã hết. Tưởng bộ còn bộ chứ. Tối qua em bán là hết rồi. Không có sao. Nào tiếp xe đây. Bông vàng sao. Còn bộ xe một thì chưa lên hả? Nào tiếp xe có rồi hả? Chị Kiều Yến, chị Kiều Yến ơi, số điện thoại 0933260331 là đúng số của chị đúng không? Tiến sen xe số 2. 125.000 một bộ nha chị Lê Hằng ơi. Bông vàng xe số 2. Ok, em chốt cho chị Thi Loan Phạm. Bông vàng xe số 2 cho chị Phan Châu. Một bộ bông vàng xe số 4 em chốt cho chị Thùy Linh. Em đang mặc là màu nho cả nhà. Màu nho là nó đậm hơn cái màu tím sen một chút xíu. Đen thi đỏ xe số 5 em chốt cho chị Bạch Thị Kim Loan. Nho xe 4 em chốt cho chị Kim Cúc. Da xe số 5 hết. Chị Summit là xe mấy à? Ba chị. Ồ, chị Thúy Trần My Thúy là hồi nãy là chị lấy được mấy bộ vậy chị? Hồi nãy kêu có da, ok chị Thúy Trần My Thúy em chốt cho chị thêm một bộ da 5, ok chị. Số 4243 cuối á cô Tâm Phạm ơi. Nho ba em chốt cho chị Chiến Thon. Nho ba em chốt cho chị Nguyễn Kim Trường. Màu này là màu da nè các chị. Màu này là màu da giúp em nha. 125.000 một bộ chị. Ship 20.000 trên một đơn. Và chất này là chất thun giúp em ha. Thun mấy chị mới chồng cổ được. Không phải thun là không có chồng cổ được. Lên giúp em màu này màu da đi cả nhà. Cái này là style mới chứ. Màu da này em còn được 1, 2, 4, 5. Màu da này em còn được size 1, size 2, size 4 và size 5 cả nhà. 1, 2, 4, 5 cho màu da. Màu nho size số 2 em chốt cho chị Thi Long Phạm luôn. Màu da rất là đẹp luôn. Da em còn được 1, 2, 4, 5 cả nhà chốt em màu da nha. Cái này em lên chung một kiểu nhưng mà nó có vừa màu, nó có vừa bông cho các chị luôn, các chị dễ chọn. Rồi lên giúp giùm em màu này cái màu da. Rất là đẹp. Bộ ống rộng nha các chị. Em đang mặc là ống rộng dài. 125.000 bộ, rất thun giúp em. Rồi lên giúp giùm em mẫu này. Màu cà phê sữa. Chỗ em màu này là màu cà phê sữa cả nhà. Nhỏ 62 kg là chưa chị. Em còn được size 1, size 2. Cà phê sữa này em còn 1, 2, 4, 5. Cà phê sữa này em còn được 1, 2, 4, 5 cả nhà. Rất là đẹp luôn.
Cà phê sữa em còn được 1, 2, 4, 5 cả nhà chốt. Em màu cà phê sữa xe 2 màu da anh chốt cho chị Trung Trinh. Bộ màu da xe số 1 ống rộng em chốt cho chị Kim Yến Hứa. Ok chị nhỉ. Cà phê sữa xe số 2 em chốt cho chị Tô Huỳnh. Xe số 2 là 50-55kg, eo tầm khoảng 75-76 trở lại nha các chị. Rồi các chị đẹp chốt giúp em màu này. Xe 2 màu cà phê sữa em chốt cho chị Son Thái. Cà phê sữa xe số 1 em chốt cho chị Kim Yến Hứa. Em mặc lại cái màu xanh đậm cho các chị xem ha. Em mặc lại màu xanh đậm cho các chị xem ạ. À. 61kg cao 1m56 chị gọn người thôi chị Tiến Hoàng ơi. Eo 82 trở lại thì mặc size 3 giùm em chị, còn trên 82 thì lên size 4 ạ. Nếu mình tròn người mình lớn tuổi thì lên size 4 nha. Xong cái này em lên 33 cho các chị nha. Xong cái này em sẽ lên 33 cho các chị ạ. Rồi, màu này là màu xanh đậm cả nha. Mã này lên giúp em là mã xanh đậm. Cả nhà chốt giúp em nha. Quần ống rộng dài. Rồi em lên lại họa tiết cho các chị xong rồi em qua bà ba áo lẻ cho các chị đẹp nha em. Màu này chốt giúp giùm em là màu tím sen các chị, màu tím sen. Màu này lên giúp em màu nho. Màu nho. Rồi màu này lên giúp giùm em là mã bông vàng. Chốt em bông vàng. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu vàng đồng cả nhà. Màu vàng đồng. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu da. Lên giúp giùm em là màu da các chị, màu da. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết. Lên giúp giùm em là mã họa tiết. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu cà phê sữa. Chốt em cà phê sữa. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh ngọc. Chốt em màu xanh ngọc các chị. Rồi em hết rồi. Tím sen xe số 2 em hết rồi chị Kiều Anh Nguyễn ơi. Tím sen size 2 em hết rồi chị. Bộ em mặc là mã xanh đậm nha chị ơi. Còn cái bông vàng là mã bông vàng nha chị Lê Thị Hòa ơi. Bông vàng em còn size số 2 á chị Phương Nguyễn ơi. Bông vàng em còn size số 2 ạ. Chị Trinh Nguyễn, chị Trinh Nguyễn hồi nãy là size mấy vậy chứ? Size số 4. Bông vàng size số 4 mình còn không chứ? Có rồi hả? Mình còn. Còn đây này, mình còn đó. Bông vàng 4 em chốt cho chị Trinh Nguyễn. Xanh ngọc xe số 4 cho chị Trinh Nguyễn luôn. Tím sen xe số 4 cho chị Trinh Nguyễn luôn. Bông vàng xe số 5 em chốt cho chị An Thu. Chị An Thu qua chị là khách mới. Chị lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chị. Chị khách mới chị lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha.
xanh đậm size số 3 em chốt cho chị Chiến con. Da 3 em hết luôn rồi chứ ơi. Da 3 hết trơn luôn rồi. Chị Trung Trinh một bộ màu nho. Size số 2. Ok chị Trung Trinh một bộ màu nho size số 2. Cao 1m6 nặng 57kg là mặc size số 3 nha chị Dương Diễm ơi. Bộ này mặc size 3 giúp em nha chứ. Xanh ngọc cả nhà mình. Xanh ngọc. Chị An Thu lên cân nặng chiều cao giúp em chứ ơi. Nho size 4 cho chị Liên Nguyễn ạ. Xanh đậm size 4 cho chị Kim Cúc. Màu cà phê sữa cả nhà. Họa tiết. Cái bộ họa tiết này cũng đẹp nữa nè các chị. Lên trên like các chị nhìn thấy nó hơi rối mắt tí xíu à, nhưng mà bộ này mặc ở ngoài thì đẹp. Với lại là dễ mặc màu, nó cũng không có đến nỗi là lòe lẹt quá. Tại vì nó lên tông trắng với những cái tông màu nhu nhu không à, không có nổi. Lên với em mã họa tiết nha. Rồi cái này cái chị đẹp lên với giùm em là màu da. Một bộ bông vàng size số 2 em chốt cho chị Phương Nguyễn. Bộ bông vàng size số 2 cho chị Phương Nguyễn. Có số điện thoại là chưa có thông tin. Vừa nha chị Ngang Nguyệt. Bên em đã gọi chốt đơn hết rồi đó chị Tuấn Nguyễn. Đúng rồi, quần này là quần ống rộng chị Ái Ngọc ơi. Nó bự hơn cái quần ống suông mà nó nhỏ hơn quần giả váy nha chị. Rồi lên với ống suông là ống nó nhỏ hơn nữa nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, màu vàng đồng. Mã này mã bông vàng. Màu nho. À, chị An Thu là khách cũ rồi. Xanh đậm xanh số 5 cho chị An Thu. Xíu qua chị. Bông vàng xanh số 2 em chốt cho chị Dương Diễm. Nè chị An Thu thêm bộ nữa. Xanh đậm màu. Chị Nguyễn Thi Chi ơi, bộ này là bộ chất liệu vải thun luôn nha chị ơi. Chất liệu vải thun luôn, nhưng mà thun này là nó dày dặn hơn cái thun hồi đợt trước. Chất liệu vải thì vẫn co giãn 4 chiều cho các chị nè nha. Nhưng mà vải thì nó dày hơn. Vải nó dày hơn cái vải đợt rồi. Giá 125.000 một bộ. Cái này em có nửa lô màu với nửa lô bông. Chốt em màu này nha các chị. 125.000 một bộ cả nhà. Rồi chốt giúp em ạ. Rồi em hết rồi đó cả nhà. Có còn em dơ lại dòng nữa không? Xong rồi em lên bà ba các chị. Xong em lên bà ba cho mấy chị nha. Bà ba tối qua em like em còn được có mấy bộ à. Chị đẹp bước xuống chị đẹp hỏi mấy bạn giùm em coi là đơn ở dưới gọi lại hết chưa. Gọi hết chưa, nếu mà có cái nào mà gọi lại á, còn gọi lại mà đơn 2-3 bộ á, còn gọi lại gọi luôn đi chị. Rồi xong rồi không được nữa thì xả đơn luôn đi, khỏi đợi tới chị. Ở bên em đã gọi hết rồi nha chị Tuấn Nguyễn ơi, không có cái nào mà không gọi chứ. Chị coi kỹ là giúp em ha, số điện thoại của chị là 0813, hôm qua chị cho em nè, 0813669738. Đơn hàng là em đã gọi nha mấy chị ơi. Rồi màu này lên giúp em màu tím sen nha các chị, màu tím sen. Đơn này em xuống like cái là mấy bạn nhà em sắp ra, là mấy bạn nhà em sẽ gọi cho các chị trong buổi chiều luôn đó. Nên các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp giùm em. Lên giúp giùm em màu này là màu nho nha các chị, màu nho. Chốt giúp giùm em màu này là mã bông hồng. Ủa anh bông vàng lộn. Bông vàng. Chốt giúp giùm em cái này là vàng đồng. Màu da. Nó mấy bạn mở chuông điện thoại lên đó chị, có khách nói là gọi lại mà không có ai bắt máy à.
lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Màu này lên giúp giùm em là màu cà phê sữa. Chốt em là xanh ngọc ạ. Rồi em đang mặc là xanh đậm. Rồi em chuẩn bị em lên cho các chị áo và ba lẻ ha. Áo và ba lẻ em còn ít rồi các chị. Mở cái chuông điện thoại lên mới thị. Khách nói là gọi không có bắt máy. Ở ngoài gọi không ai bắt máy gì. Mở chuông hả? Nãy giờ Tâm Phạm gì có gọi lại không? Nãy mới rút đó. Mới rút đi Tâm Phạm. Ở đó gọi lại không ai bắt máy nha. Nè, em đang gọi là bé của Tâm Phạm này đó. Rồi của Tuấn Nguyễn gì nữa nè. Tuấn Nguyễn nói là không thấy ai gọi, chị coi lại số điện thoại giúp giùm em nha chị Tuấn Nguyễn ơi. Còn coi lại giúp giùm em nha. Chứ ở bên em là mấy bạn nhà em đã gọi hết rồi đó chị. Không có cái đơn nào mà không gọi trên á. Còn mấy chị không thấy gọi là trừ khi mấy chị cho số điện thoại bị sai hoặc là đặt hàng không thành công thôi. Rồi em lên áo bà ba cho mấy chị nha. Áo bà ba lẻ. Áo bà ba lẻ hôm qua về quá trời đẹp. Quá trời xuất sắc. Không đẹp mà không lấy tiền. Đẹp quá là lấy tiền gấp đôi. Đây, C4 này chị ấy cầm nó lên đây đi chị. Con C4 rộng cái này dưới đâu. C3 là ở đây hả chị? Hôm qua cả mua đồ ăn bỏ tủ lạnh xong khách cái đích không. Quá chị đẹp cũng vậy đó. Không lẽ nói ai. Nói vừa lửa rồi. Quay lại. Chị trước cũng vậy đó, mua sao khách đích về chị chọn. Quay lại lấy, kẻ tới chậm. Có qua bữa ngoài đi ăn nước mắm chấm nước tương đỡ bữa đi ạ. Rồi một rồi bộ em đang mặc áo này à, cái chị chốt em mà là mã đẹp nha các chị. Áo em đang mặc là mã đẹp nha. Cái này áo bà ba rất là đẹp luôn các chị. Size thì size 1 vẫn là 50kg nha các chị. Áo em đang mặc là 75.000 một áo. Quần em đang mặc là 60.000 một quần. Chất liệu vải là vải thun hết các em nha. Em đang lên cho các chị là áo bà ba lẻ nha các chị. Áo bà ba lẻ 10 cái áo mà sáng chị soạn nữa là chị được. Em đọc số điện thoại này cái gì mười áo nó gửi chiều nay luôn nha Nguyên. Dạ. Khỏi gọi lại ở quên chị nhắn cái địa chỉ cho để em nhắn cái địa chỉ với số điện thoại lên cho Nguyên luôn. Ừ. Rồi xuất sắc có trợ lượng vậy mà mới chế chưa không đẹp của chị Phong Nhi á nha bác. Để người ta biết ha. Em cứ nghe cha liền giống biết. Em vô nhà tắm chấm nước bây giờ rồi. Ờ, tướng đó làm gì lại tới ngày. Kêu đồng bọn em lên bây giờ. Chơi gì mà kêu đồng bọn. Chơi phải quýnh tay đâu đi chơi là phải chơi anh hùng thôi. Mình không có bự nhưng mà mình có chiêu chị đừng sợ. Chị có mỗi cái chiêu chọt lét mà chọt lét nó không nhột. Để chị chọt lét nó không nhỏ. Ta còn một cái chiêu nữa cắn. Trời chiêu nó chơi với người khác. Ba nghiệp chướng ba dừa. Thì mấy thứ đấy nghe. Không có gọi đâu. Dạ là gọi mất mát. Ừ, nó gọi quá trời gọi không ai mất mát. Máy chế bên đây gọi quá trời gọi máy chế. Máy chế nha, máy chế.
Nó chế không có gọi mà mấy chế nó mới chế gọi em không bắt máy nha. Bên này gọi quá thì gọi, mấy chế không bắt máy thì có. Chị Tấn Nguyễn gọi không có bắt máy nè chị ơi. Cà phê sữa xe số 4 cho chị Tấn Nguyễn nè. Coi kỹ lại số điện thoại giùm em nha chị Tấn Nguyễn, là sáng giờ mấy bạn nhà em gọi chị không có bắt máy đó. Nè, của chị Tấn Nguyễn nè. Măng cục 70 kg. Măng cục 70 kg là măng cục xe số 5 hả chị đẹp? Chị đẹp măng cục mẫu không? Chị Thủy Lê, chị Thủy Lê đang hỏi em cái bộ thiêu 185.000 đúng không chị? Măng cục xe số 5 mẫu thiêu 185.000 em hết chứ ơi. Đẹp hay em chốt cho chị Diệu Thu. Chị Kiều Yến, 1m50 nặng 49 kg là mặc size 2 hết nha chị ơi. Chỗ bên em là chị mặc size 2 hết nha. Mã đẹp size số 2 em chốt cho chị Kiều Yến luôn nè. Chị Thủy Lê, cái mẫu đó em hết màu tím măng cục size 2 cho chị rồi. Ok chết, không có nha chị Năm Trần. Đẹp xe số 2. Dạ em cảm ơn chị Tám Dũng rất là nhiều. Rồi mã đẹp xe số 2 hết trơn rồi chế yêu ơi. Đẹp hai em hết trơn rồi. Xe số 2 hiện tại bây giờ em còn được mã bông hồng với lại là mã hồng nhạt hả chị? Bông hồng với hồng nhạt hả? Xanh biển 3 hết rồi chứ ơi. Xanh biển là này nè, còn có cái xanh biển 5 rồi. Lên giúp giùm em áo em đang mặc là mã đẹp nha mấy chị, áo 75.000 một áo. Rồi em mặc 40 kg mặc rộng nha chị Lê Phượng ơi. Áo em đang mặc là mã đẹp cả nhà, mã đẹp. Và đây là cái bông hồng nè. Cái áo gì mặc còn chị ta không hả? Còn. Còn. Thấy không? Chị mẹ chồng hả? Còn cô giáo. Cô giáo mua thêm cái quần nữa hả? Dạ. Cũng được. Em tặng thêm quần nó tính ra bộ gọt có như cái trăm mát cũng được. Ok ok. Chú em bông hồng nè, cả nhà đẹp chưa cả nhà mình? Đẹp 4 em chốt cho chị Cam Cẩm Hồng. Bông hồng, xem bông hồng với nhạc. Để em từ từ em lên chị. Chị Gia Minh, cân nặng chiều cao là bao nhiêu chị ơi? Phơm này là nó giống y chang như phơm nãy giờ em bán cho mấy chị vậy đó. Bình thường cái chị mặc đồ bộ size nào thì cái chị chốt size đó thôi. Còn không thì lên cân nặng và chiều cao giúp em ha. Em lên đi. Chị thấy cái nào cũng đẹp chứ. Lên đẹp, mã đẹp, cái đẹp hơn, đẹp quá. Đẹp quá trời quá đất. Rồi bóp cho đổi xuống cho cái viên lên này cho bạn chị lúc này chị thấy lấy này đang dữ lắm. Đây là mã bông hồng nè chị. Hồi hôm đi vô, em chào chị em, chào chị Bắp Khải. Ai biết, cái biết rõ đâu. Giờ bữa em phải lưu rồi, em phải lưu lại rồi, em nói ra là đồng bọn. 45 kg hả chị? 45 kg là chị phải cao ha. Ở quên, 45 kg là chị thì thấp thấp người á thì chị mặc vừa, còn 45 kg thì tùy theo cái vòng eo, tùy theo tạ người của chị ơi nha. Rộng thì mình nhấn ben vô, nhưng mà thường thì em canh 45 kg đến 50 kg thì mặc size số 1 á chị, nhưng mà tùy theo tạ người. Hồi hôm em vô em coi ngay cái khúc mà chị nói là Quỳnh Giao á. Ừ. Cái con em nói đó hả? Coi lên chim. Bị la chứ đâu. Còn em có mã em đang mặc là mã bông hồng chế thí chọn mỹ thí ơi, chế chốt bông hồng hay là chế chốt hồng nhạt ạ? Em đang mặc là bông hồng, mã đẹp size số 4 em chốt cho chị Cẩm Vân. Đẹp 4 em chốt cho chị Cẩm Vân. Đẹp 3 em chốt cho chị Gia Minh. Đẹp 3 em chốt cho chị Gia Minh. Mã đẹp em hết size số 3 rồi, chị Huế Thanh Nguyễn Thị ơi. Chị Huế Thanh Nguyễn Thị 60 kg cao bao nhiêu ạ? Bình thường chị mua hàng bên em chị mặc size số mấy vừa chứ đẹp? Cái đẹp mặc size số mấy vừa chốt y cái size đó giùm em đi, em khỏi canh size lại nữa. Mã size số 3 là em chỉ còn có bông hồng với hồng nhạt thôi. Bông hồng, cái này là mã hồng nhạt, là cái này là bông hồng.
Ủa cái xe này là xe 2 mà xe 3 còn đây nè. Chị coi em có rút lộn không chị? Rút lộn sai không? Xe 3 nãy giờ nó nằm đây nè. Xe 3 là em còn mà trắng nữa chứ chị. Quên. Còn nha. Xe 2 mới ít, xe 3 là em còn. Mã đẹp xe số 3 là cho chị Gia Minh là em hết rồi nè. Gia Minh có rồi nha. Mã đẹp chứ mã bông hồng là đẹp em hết 3 nha chị Huệ Thanh Nguyễn Thị nha. Bông hồng xe số 5 em chốt cho chị Thúy Trần My Thúy. Lộn phải không? Rồi ok không lộn. Tao hỏi có lộn không? Thôi rút con tay không. Em còn một cái xanh biển xe số 5 chị Trần Ngọc Dương ơi. Tới đó tới nó rút cầu thang. Hồng nhạc xe số 3. Tao hỏi tao có bỏ lộn xe không? Em chốt cho chị Phạm Linh. 67 kg là mặt xe số 5 nha chị ơi. Hồng nhạc xe số 3 em chốt cho chị Phạm Linh là em hết hồng nhạc 3 nè. Để cho quay video. Quay rồi. Chị Huệ Thanh Nguyễn Thị, chị Huệ Thanh Nguyễn Thị ơi, bông hồng 3, em chốt cho chị một cái bông hồng 3 nha. Còn đẹp 3 là em hết rồi chị. 75.000 một áo chị Hồng Thúy. 75.000 một áo chị. Bông hồng với mã đẹp xe số 4 cho chị Kim Loan Tống. Là em hết đẹp 4. À, xanh biển em còn xe 4, chứ đẹp nào mới hỏi em xanh biển 4 vậy? Xanh biển 4 cho chị Trần Ngọc Dương. Chốt đi chế ơi, để hết á. Còn cái lấy cho chị luôn nè. Chị cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu ạ? Cho em cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại nè. Chị Trần Ngọc Dương, khách mới. Em cứ nhớ sai em. Em đang mặc là mã bông hồng chứ. Em đang mặc là mã bông hồng. Rồi á. Rồi em đang mặc là mã bông hồng giúp em nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Em đang mặc là áo và ba lẻ, mặc với lại là quần đen. Áo em đang mặc là 75.000 một áo, quần em đang mặc là 60.000 một quần. Mã này mã bông hồng. Xanh biển xe số 4 em hết rồi, em còn xanh biển 5. Xanh biển 5 em chốt cho chị Thúy Trần My Thúy là em hết xanh biển 5 luôn rồi. Chị Trần Ngọc Dương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha chị ơi. Nếu không thì em sẽ chốt cái áo xanh biển đó qua cho chị Trúc Cao nha. Ok chị Lê Phượng, em chốt cho chị Lê Phượng hai áo, một mã đẹp với một cái bông hồng. Đẹp với bông hồng size số 1. Ok em chốt cho chị Lê Phượng là em hết bông hồng 1 nè. Rồi lên với em mã này là trắng đi, trắng em còn được 1, 3, 4 đó chị. Mã trắng em còn được size 1, size 3 và size 4. Xanh biển hết rồi chị. Ống rộng màu nho size số 3 chốt cho chị Tiết Vân Lê. Chị lấy thêm quần đen nhé. Chị Phạm Linh đây, quần thì xuống dưới chốt đơn. Mấy bạn chị nói mấy bạn chốt đơn mấy bạn nhà em lấy nha. Đây cái áo màu trắng đó chị, em cho cái chị xem cái hoa trước nha. Tại vì khi nền trắng em lên chắc chị nhìn thấy không có rõ cái họa tiết. Mã trắng em còn được size 1, size 3 và size số 4. 1, 3, 4 lên với em mã trắng. Quần em mặc là chất thun luôn chị. Lên với em mã này là mã trắng cả nhà. Trắng em còn được 1, 3, 4 cả nhà chốt giúp dùm em ạ. Đẹp quá đẹp luôn. 75.000 một áo. Quần em đang mặc là 60.000 một quần. Chất thun hết giúp em nha. Em đang mặc là mã trắng, cả nhà mình lên giúp em trắng. Trắng em còn được 1, 3, 4. Mã vàng em còn được một cái size 1 với một cái size 3. Áo màu vàng này là cháy hàng luôn nè, mấy chị đẹp lắm luôn á. Vàng nha cả nhà. Vàng em còn được 1 với 3. Còn được một cái size 1, một cái size 3. Chốt em mã vàng. Vàng em còn được cái 1 với cái 3. Hồng nhạt. Hồng nhạt em còn được một cái size 2 với size 4. Hồng nhạt em còn được size 2, size 4 với size 5.
Hồng nhạt em còn được 2-4 năm, cả nhà chốt em mã này mã hồng nhạt cả nhà. Size 2, size 4 và size 5. Trắng máy chị Huệ Thanh Phương Thị ơi, chị lên cái size giùm em luôn đi chị. Để mấy bạn nhà em chốt đơn, mấy bạn dễ đối chiếu size cho mình ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này cái chị. Chốt em mã này là mã hồng nhạt. Cái chị lên cái màu lên luôn giúp em cái size đi mấy chị, cho nó đừng có bị lộn ha. Nhiều quá, nhiều khi nhiều chị của em không có nhớ chị nào size nào với size nào á. Rồi cái ca, cái mã ca đỏ. Cái này là em lên mã đỏ cho mấy chị ha, mã cam quên rồi ta. Rất là đẹp luôn cái chị. Này lên giúp em là cam nha các chị ơi, mã cam. Em còn được có một cái size 3 hả, chị đẹp nào lấy đi, cái này đẹp lắm. Vàng đẹp ha chị ha. Lên giúp giùm em mã này là mã cam nha các chị, lên like cái chị thấy nó hơi đỏ rồi, ở ngoài nó là màu cam giúp em. Lên giúp em là cam. Đẹp lắm, cái này là xuất sắc luôn. Hồng nhạt size số 2 em chốt cho chị Cẩm Hồng. Các chị có đơn hàng nhớ bắt máy giùm em nha cả nhà. Em nhắc hoài luôn đó, nhắc kiếp mà mấy chế nói em nói nhiều hoài luôn đó. Sợ nhất là gọi không có bắt máy. Tới nơi bưu tá giao cũng gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Hồng nhạt size số 2 em chốt cho chị Cẩm Hồng là em hết nè. Trắng 4 là cho chị Huệ Thanh Nguyễn Thị là em hết trắng 4 nè. Ủa quên, còn trắng 4 chứ lộn. Cam 3 em chốt cho chị Triều Quỳnh nè, là em hết cam 3 nè. Cam 3 cho chị Triều Quỳnh là em hết cam 3 chứ ơi. Trắng là em còn được 1-3 nha mấy chị ơi. Trắng em còn được 1-3-4 nha. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã kem. Cái kem này em còn được có một cái size 3 hả. Cái kem nha các chị ơi, rất là đẹp luôn á. Kem em còn được có một cái size 3 hả các chị. Lên giúp giùm em mã này là mã kem. Và ba này là chồng cổ hết chị, không có cài. Chất thun ha. 75 ngàn một áo, em không có, em không có bán bà ba cài cúc. Lên giúp giùm em cái này nha các chị ơi. Chốt em mã này là mã kem nha, đẹp lắm luôn, em còn được một cái size 3, chốt em kem. Cái này nó không có bốn, đúng không? Cái này nó có cái nào không có bốn. Em cũng không nhớ luôn. Chị là chị đưa lên em dạ cái xong rồi cái em xuống like, em like khí thế luôn. Đây cái bộ cái áo bông hồng này chị, em còn size 4 không à, chị nào là size 4 là chốt nha, đẹp dữ lắm. Size 3 mà bông chen về nhấn ben vô giùm em cũng ok luôn. Dạ, 61kg đến 65-66kg mặt vừa. Cái áo bông hồng, cái áo mã bông hồng này nó đẹp, xuất sắc luôn đó mấy chị. Chị nào size 4 chốt đi. Size 4 toàn là họa tiết đẹp không à. Bông hồng size số 4 đây, chị Trinh Hoa lấy đi. Chị Trinh Hoa cái áo này nè, đẹp dữ lắm. Chị lấy cái này với mã kẻ. Hai cái áo này là xuất sắc luôn. Hai cái áo này là ta nói nó đẹp xuất sắc luôn. Đây cái mã kẻ này. Nhưng mà em còn size 4 không? 61 đến 65 66 kg trở lại. Đẹp lắm luôn á. Lấy hai cái đi chết. Cái mã kẻ này với cái mã bông hồng này rất là đẹp nha. Em còn chỉ có còn size 4 thôi, em không có còn size khác. Lên giúp giùm em. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã da. Mã da em còn được có một cái size 4 luôn. Rồi đó em ở da còn được 1 với 4 chứ. Kẻ hết trơn size 2 rồi chứ ơi, kẻ còn 4 không à. Size 2 còn có cái bông hồng không à. Size 2 còn có cái bông hồng không à, không có còn nào khác hết á. Trắng 1m6 56kg. 1m6 56kg thường là em sẽ chốt size số 2 nha chị Nguyễn Loan ơi. Nhưng mà bây giờ trắng em hết size 2 rồi, em còn size 3 thôi chị. Trắng em còn được 1-3-4. Chị mua hàng ở bên em, chị mà chị chưa mua hàng bên em lần nào đúng không? Kẻ 4 em chốt cho chị Cẩm Hồng. Ủa, mã này là nào? Lên mã gì ta? Hồi tối lên mã gì ta? Mã đẹp hả? Mã đẹp. Thấy ta? Không, nãy mã đẹp rồi. Mã này là mã gì ta? Mã hoa. À, mã này là mã hoa, em xin lỗi. Mã này là mã hoa, không phải là mã bông hồng. Mã bông hồng là cái mã này nè.
em lộn rồi. Đây đây là cái bông hồng, còn mã này là mã hoa nha các chị. Mã hoa, em xin lỗi, sorry sorry. Kẻ không, kẻ là cái này nè chị, kẻ là cái áo này. Kẻ 4 em chốt cho chị Cẩm Hồng. Áo em mặc còn số 3, chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang có lấy áo trắng 3 không? Bông hồng 4 em còn á chị Trinh Hoa, bông hồng 4 em còn đó chị. Trắng 3 em còn có một cái một à. Chị Nguyễn Trang có lấy không thì em chốt cho chị Nguyễn Trang tại chị hỏi em trước. Rồi áo này là mã da cả nhà. Mã da em còn được cái size 1 với cái size 4. Rồi là em hết áo M3 rồi đó các chị. Bông hồng là em còn được 2, 3, 4. Bông hồng là em còn được 2, 3, 4. Số 1 là còn được có cái áo trắng em đang mặc nè chị. Áo trắng em đang mặc là size số 1. Mã da size số 1 với lại là mã đẹp size số 1 là em còn được 3 cái. Trắng 3 cho chị Nguyễn Trang. Trắng 3 em chốt cho chị Nguyễn Trang, em dự bị cho chị Nguyễn Hà. Hết là chị Phượng Ẩn ơi. Chị Nguyễn Hà là em dự bị cho chị cái mã trắng 3 nha chị ơi. Em dự bị nha chị Nguyễn Trang, không lấy thì em sẽ chốt qua cho chị. Bông hồng size số 4 em chốt cho chị Trinh Hoa. Ok chị Trinh Hoa. Bông hồng size số 2 em chốt cho chị Tám Dũng. Áo trắng em đang bận là hết rồi chị ơi. Hết size số 3 rồi. Chị Nam Phượng 47 kg cao 1m50 là eo 70 72 trở lại thì mặc size 1, còn không thì lên size 2 giùm em nha chị Quỳnh Thị Thủy nha. Kẻ 4 em chốt cho chị Trúc Cao. Cái chị lấy cái kẻ này đi, cái này là mặc đẹp dữ lắm luôn nè. Thì chị Quỳnh Giao em đã giải thích cho chị cái đơn của chị ngày hôm qua rồi đó, lý do tại sao mà có cái bộ 85.000 gửi đến chị đó. Bông hồng size số 2 em chốt cho chị Lương Thị Vui. Được nha chị Quỳnh Thị Thủy ơi, em còn bông hồng size số 2 cho chị Quỳnh Thủy. Bông hồng là cái này nha chứ. Đây, bông hồng. Rất là đẹp luôn. Cái đơn 375.000 là bữa trước là bà đặt hai bộ. Không, cái đơn em coi cái đơn 375.000 đó em báo giá cho chị trong đó mấy bộ. Là cái này là bữa sau là ngày 3. Không, coi cho chị một cái đơn thôi, coi cho chị một cái đơn 375.000 để chị biết chị tắt đơn thôi. Ngày trước là bà đặt mango gì của mình đó mà có 115.000 là hai bộ. Là bà không lấy bộ đó đó. Là 250.000 hai bộ đó đó. Là cái bữa đó bà dồn nè, bà kêu em dồn đi, là qua bữa sau bà đặt thêm bộ mango phối bo dí 125 nữa, em mới cộng cái đơn 1 vô là mới thành 375.000. Vậy là không có lấy cái bộ 115.000. Là không lấy hai bộ 115.000. Có nghĩa là tổng cộng của bà là 3 đơn. Đơn 250 rồi một đơn 240 là bữa là bơm luôn, là bơm luôn. Rồi cái đơn 240 là bơm luôn. Hiểu không? Rồi, rồi cái đơn 375 này á, gửi tới kiểm tra hàng á, là không có chịu cái bộ 115.000 kêu chị tắt đơn. Nên chị thấy lỡ rồi chị tắt luôn. Rồi tắt luôn là mai mốt không có bán lại nữa đó. Cái đơn 250 bá đơn là bà ba nút thắt á, với một bộ dập ly. Nói mua giùm ai á. Bữa trước thì nói mặt không vừa, bữa sau á, thì nói mua giùm người ta không lấy. Cái đó từ bữa 1 tay cái ba đơn rồi. Số 1, số 3, số 4 hả? Sao số 5, số 6 gì đó chứ. Của chị Quỳnh Thủy là em chốt cho chị Quỳnh Tiết Sương. Em lấy cho chị cái áo bông hồng này nha chị. Áo bông hồng này.
là tổng cộng 4 đơn, là có đơn đầu tiên là nhận xuân sẻ là lý do là cậu có hầu là nhận luôn có 100 mấy hả, còn 3 đơn sau á là 2 đơn bơm 1 đơn tóc. Đơn tóc cái đơn 375 đó là đã lấy 1 bộ à? Đơn 375 đó là lấy 2 bộ, trả lại 1 bộ 115.000, trả lại 1 bộ 115.000, còn 2 bộ kia lấy. Ờ, vậy là 1 bộ 115 với 1 bộ 125. Ừ. Bông hồng size số 2 cho chị Trinh Hoa một áo nữa, ok chứ? Chị kêu mấy bạn nhà em lấy mã gì? Chị kêu mấy bạn nhà em lấy mã gì? Chị nói cái mã đồ là nó hết thì mấy bạn nhà em báo hết là đúng rồi chị. Áo size 2 em chỉ còn bông hồng không đó. Chị kêu mấy bạn lấy bông hồng thì mấy bạn mới báo hết, hoặc là chị không có biết mã đồ gì mấy bạn nhà em không có lấy giùm cho chị được nha. Chứ hàng còn ở đây thì mấy bạn nhà em lấy cho khách vẫn bình thường mà. Trừ khi chị kêu lấy mã xanh biển ha, mã gì nó hết thì mấy bạn nhà em báo hết chị nha. Áo trắng size 3 em hết nha chị Tám Dũng, nha chị Thu Thủy. Hoặc là chị kêu lấy màu gì cũng được, hay là chị không có nhớ cái mã thì mấy bạn nhà em sẽ không có lấy giùm cho mình. Tại vì hàng mấy chị nhờ mấy bạn nhà em chốt đơn lấy giùm, mấy chị phải đọc đúng cái mã đồ. Có nghĩa là cái chị đã thấy cái áo đó rồi, thấy cái bộ đồ đó rồi mấy bạn nhà em mới chốt cho mấy chị được. Còn kêu là lấy cái nào cũng được là mấy bạn nhà em không có lấy đâu, lấy tới đó cái chị không có ưng nha. Đó, chị kêu lấy áo nào cũng được là mấy bạn nhà em đâu có lấy, không có lấy đâu chứ. Cái vụ mà cái áo nào cũng được là em không cho mấy bạn lấy đâu, mấy chị lấy đúng cái mã đồ giùm em, có nghĩa là cái bông đó cái chị đã thấy và cái chị đã ưng nha. Còn cái vụ mà cái nào cũng được là đúng, em không cho mấy bạn lấy. Rồi em qua áo bà ba nha, mấy chị muốn coi lại size số mấy em đưa lại cho mấy chị coi. Bây giờ là size số 3 là em chỉ còn mã đẹp với mã bông hồng thôi. Mấy chị kêu mà lấy áo nào cũng được là không có lấy đâu. Lấy xong cái mấy chị kêu dằn thêm một câu, lấy cho chị đẹp nha em. Trời ơi, mấy chị không có chốt đơn, mấy chị chưa có bán hàng, mấy chị chưa biết đâu mấy chị, khách hàng thay đổi ta nói hả là dữ lắm. Mấy chị kêu nhà em lấy cái mấy chị, đặc biệt là những bạn mà mới vô làm á. Mới vô làm là mấy bạn thấy bán được á, thấy bán cho khách, ừ khách kêu lấy giùm thôi đi lấy cho khách. Cái lên kêu lấy cái màu cho chị màu tối tối, cái lên đọc cái màu tối, thôi chị không chịu mấy màu đó đâu. Đó, rồi lấy cho mấy chị, lỡ mà lấy xuống rồi về mấy chị không chịu rồi sao. Nên là mấy chị đẹp nhà em ha, nói là lấy cái nào cũng được là không có lấy nha mấy chị. Nên là mấy chị đừng có chấp mấy bạn nhà em là tại sao nó còn mà không lấy cho mấy chị nha. Đây em đang quay lại cái mẫu bông hồng cho mấy chị coi nè. Bông nào cũng được lựa cho chị đẹp nha em. Chị dễ tính lắm mà lấy cho chị đẹp đẹp nha em. Trời ơi, cái nào cũng đẹp. Đối với tụi em là đồ của tụi em là cái nào cũng đẹp chứ, mà mấy chế nói vậy rồi chứ nhiều khi tới mấy chế không đẹp rồi sao. Chứ bán hàng mà mấy bạn nhà em không có phải là khó khăn với mấy chị đâu. Bán hàng bán để lấy được tiền mà mấy chị, đúng không? Bán mới có tiền mới có lương chứ. Nên nó là khách mà lấy, khách mà yêu cầu lấy, mấy bạn nhà em lấy được là mấy bạn nhà em sẽ lấy cho. Còn cái nào mà thấy không chắc ăn là mấy bạn không có dám lấy. Tại lấy xong rồi lỡ mà khách có phàn nàn cái gì là bị la, có một bị trừ lương. Có một bạn làm gì đó. Đây bộ bông hồng này chị, cái áo bông hồng nha. Không thèm hỏi thăm. Đẹp lắm luôn, em đang mặc là size số 3 đó. Bông hồng này em còn được size 3 với size 4. Ủa? Chị ơi, chị nói là lấy áo nào cũng được size 2 thì bên em là không có nha. Bên em là không có lấy cho chị chứ không phải mấy bạn trả lời hết đâu chị.
nhiều khi chị kêu lấy cái gì đó cái mã nào á mấy bạn nhà em trả lời hết, còn size 2 thì ở trên đây còn mà. Bông hồng size số 3 bây giờ chị muốn lấy cái gì chị nói đi, giờ chị lấy không em lấy thêm cho. Rồi chị không ở trên live chị không chốt rồi chị lên chị bắt bẻ mấy bạn nhà em hoài vậy. Trời ơi trời, nói chứ cũng tội nghiệp mấy đứa lắm chị nha. Nhiều khi nó chốt đơn á, nhiều khi ngay cái lúc các chị hỏi lại không có, mà một chút xíu mấy bạn nhà em chốt đơn á, đến cuối cùng á là có khách xả ra thì nó lại có. Cái mấy chị lên mấy chị lại là nói là tại sao lại là không lấy đồ cho mấy chị. Còn khi mấy bạn nhà em chốt đơn á, mấy chị nghe mấy bạn nhà em nói giùm em mấy chị nha, chứ mấy chị cứ nghe tiếng được tiếng không xong rồi mấy chị cứ lên mấy chị nói với bạn này kia. Em không có minh, nhưng mà tại vì á là cái nguyên tắc chốt hàng ở shop em chỉ mấy bạn từ cái lúc mà em là người tự đi chốt đơn cho mấy chị từ 10 đơn, 10, 15, 20 đơn trên một ngày. Em gọi điện em chốt đơn trực tiếp cho mấy chị nên là những cái gì mà em đã trải qua rồi em sẽ hướng dẫn lại cho mấy bạn để mà né những cái đó. Khi mà kêu lấy hàng á là thường mấy bạn nhà em, ví dụ chị kêu lấy cái mã gì mấy bạn nhà em sẽ trả lời hết. Còn ví dụ như là không có hoặc là chị kêu lấy cái gì cũng được là mấy bạn nhà em sẽ nói là ừ em không có lấy cho chị được, chứ không bao giờ mà còn hàng ở đây mà mấy bạn nhà em trả lời hết với chị trơn á. Còn bây giờ nãy giờ chị lên chị coi like đó, nếu vậy thì chị lên chị ưng cái nào chị đặt đi rồi còn em chốt cho nhé. Chi nói qua nói lại chi cho nó mít lòng nhau với chị nha, rồi mình bực bội trong người nữa. Chốt hàng không mà áo mình chốt không được cái này mình chốt cái khác, khó khăn với nhau chi. Còn em bán hàng thì bán được cái nào em bán cho mấy chị chứ em đâu có giữ lại làm gì. Bông hồng size số 3 em chốt cho chị Triều Quỳnh. Bảy mươi lăm ngàn một áo chị, quần em đang mặc là 60 ngàn một quần. Vụ gì vụ gì đi lên cậu ơi, trời ơi đẹp xuất sắc vậy mà không biết vụ gì mẹ lên coi có một không hai bút ra mà lượm đâu ra dạ mẹ bữa đó thôi là trời thấy này lùn 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 nó thấy da cái bộ đồ đẹp xinh xinh rồi mua đen dữ nè. được chị Đặng Thúy ơi, áo size 5 hiện tại bây giờ em chỉ còn hai cái bông này được không chị? Em còn cho chị là mã đẹp nè, với lại là mã hồng nhạt được không chị ơi? Được thì em lấy cho. Hiện tại size 5 em còn có hai họa tiết này thôi. Bông hồng size 3 em chốt cho chị Tám Dũng. Nhiều khi mấy chị kêu mấy bạn nhà em lấy á, mấy bạn trả lời hết là ngay lúc đó nó hết thiệt nha mấy chị. Xong rồi mấy bạn nhà em chốt đơn á là khách xả ra là khúc sau em lên. Bởi vậy tại sao mà mấy chị kêu em lên giữa giữa á, em hay nói với mấy chị là để em coi mấy bạn nhà em chốt đơn có xả ra ha lấy thêm gì không, rồi em mới tổng hợp lại em mới chốt đơn cho ủ anh em mới lên lại cho mấy chị. Để thôi lên lỡ cỡ cái mấy chị hay phiền vậy đó, hay phiền lòng á, nói ủa sao chị kêu lấy mà hết vậy giờ lại còn cái này nữa nha bạn. Dạ rồi chốt giúp em nha cả nhà, bông hồng ok. Ok chị Đặng Thủy, em lấy cho chị Đặng Thủy thêm hai cái. Nó giống quá chị. Mã đẹp với mã hồng nhạt thôi. Kẻ hiện tại bây giờ em chỉ còn size số 4 thôi các chị, 60 đến 65 kg mặc vừa. Ví dụ như chị nào mà 57 58 kg thì có thể chốt lên size 4 về nhấn ben vô được, còn chị nào nhỏ ký hơn nữa thì thôi đừng lấy, bóp nhiều quá nó không có đẹp. Bóp nhiều quá thì cái eo của chị mặc vẫn vừa nhưng mà cái nách nè nó bị rộng, nó sẽ không có được đẹp. Nên là size số 4 thì chị nào tầm khoảng 58 kg nha, 58 59 60 kg thì có thể là bon chen lên size 4 về nhấn ben nhẹ vô tí xíu giúp em thì mặc ok. Còn chị nào 55 56 kg thì thôi đừng lấy. Cái đoạn này phương xe 5 sẽ thấy nó gửi giúp ta. Thay là cái giải nó không gửi. Là cái giải á, chị không phải cái giải á, rồi nó chị nhìn nó vậy đó. Em mặc size 1 nè, vừa vậy. Nó coi giãn. Ok, cuối cùng là cái này cái gì ok. Nè chị, hai cái này nè, cái hai cái size 5 á, cái hồng nhạt với cái mã đẹp. Bông hồng là em có size 3 với size 4 rồi chị. Size 3 em còn được cái màu vàng này, chị đẹp nào lấy đi cái chị. Màu vàng này em còn được size số 1 với size số 3 nè. Cái vàng này đẹp lắm luôn á. Rồi em tạm ớt cái like này nha, em lên cho cái chị cái like mới.
Cái like này phút cuối nó lu bu à. Thấy nó rối rối rồi đó. Em lên cho các chị cái like mới nha. Chị nào size 3 chốt cái bông vàng này đi các chị. Size 1 với size 3 nè, cái bông vàng này đẹp lắm. Đây đẹp 3 nè, đẹp 3 em mới xả ra được một cái. Ok, em chốt cho chị Kiều Quỳnh đẹp 3. Hồi nãy là hết đẹp 3 đúng không? Bây giờ là xả ra được một cái nữa nè. Đẹp 3 em chốt cho chị Kiều Quỳnh. Lấy luôn cái vàng 3 đi chị Kiều Quỳnh ơi. Vàng 3 đẹp lắm á chị. Cái bông của nó rất là đẹp. Cái màu lên đẹp lắm. Nói chung cái vàng này các chị mặc vừa trắng mà vừa đẹp. Nó không có quá nổi nha. Nó không có quá giống như nó có cái bông này nè, nó làm cho cái màu của mình, màu vàng nó sẽ nhu lại một tí xíu. Nhưng mà mặc lên rất là trắng da. Đẹp 3 em hết rồi chị Trang Nguyễn ơi. Size 3 hiện tại bây giờ em còn được có hai họa tiết này nè, một cái bông hồng với một cái vàng. Size 4 thì em còn nhiều nha. Vàng không có size của chị nha chị Quỳnh Tuyết Xương ơi. Rồi chốt giúp dùm em nha các chị. Rồi em tạm ớt cái like này nha. Em sẽ 30 phút sau em sẽ lên cho các chị một cái like mới nha các chị. 30 phút sau em lên cho các chị một cái like mới và em sẽ lên hàng mango. Vàng 3 cho chị Kiều Quỳnh. Ok. Size 5 em còn được có hai áo hả chị Nguyễn Ngọc My. Hai áo này hả chị, một cái mã đẹp với một cái hồng nhạt. Một cái đẹp với một cái hồng nhạt à, còn đúng hai áo luôn á. Cái lô này em hết trơn luôn mấy chị. Chị Quỳnh giao chị mua hàng thì chị vui lòng chị cọc lại giúp giùm em ha. Cọc giúp giùm em một cái cạc 50 hoặc cái cạc 100. Rồi em chốt hàng lại cho mấy chị. Tại vì có đơn hàng bơm về rồi chứ. Với lại là sau này chị chốt hàng chị kỹ giúp giùm em nha. Đơn hàng. Ví dụ như cái chị chốt ngày hôm nay mấy chị muốn dồn đơn để lựa thêm thì qua tới chiều ngày hôm sau, nếu như mà tối đó trưa ngày hôm sau các chị không có đơn là chiều mấy bạn nhà em sẽ gửi cho các chị không gọi lại. Rồi tối ngày hôm đó, tối ngày hôm sau các chị mới lên đặt, qua ngày hôm sau mấy bạn gọi em gọi chốt đơn thì cái đơn ngày hôm trước em đã đi rồi, không có nói với bạn xã nữa nha. Tại vì cái đơn đó đâu có còn ở shop em nữa đâu mà xã. Tại vì nguyên tắc khi mà bên em dồn hàng cho các chị là chỉ dồn ngày hôm trước qua tới chiều ngày hôm sau thôi, em không dồn thêm nữa các chị nha. Nên là các chị lưu ý giúp giùm em. Còn dồn hàng thì vui lòng đừng xả giúp em, đặc biệt là hàng sale. Nếu như mà các chị dồn mà các chị còn xả hàng sale nữa, lần sau hàng sale em sẽ không chốt cho các chị nữa. Cọc cạc thì chị ra ngoài shop nha, ra ngoài tiệm tạp hóa ha, mua ra tiệm điện thoại di động chị mua cái cạc Mobi 50 hoặc 100, xong rồi chị cào mã số. Chị cào mã số chị nhắn qua cho em nha, nhắn qua giùm em, rất là đơn giản. Cọc cạc điện thoại là đơn giản nhất rồi đó. Các chị đã có một đơn hàng bơm rồi thì sau này các chị mua đơn nào cọc cạc cho em đơn đó, rồi mấy bạn nhà em sẽ trừ lại cho các chị. Còn nếu như các chị giữ nguyên ở đó, nó muốn là không có mất công á, thì các chị để ở đó luôn, rồi khi nào mấy chị muốn trừ thì nói mấy bạn nhà em trừ, rồi hôm sau muốn mua lại thì cọc lại tiếp nha. Vàng 3 em hết rồi chị Nguyễn Loan ơi. Em chốt cho chị Nguyễn Ngọc My hai áo à. Hai áo size số 5 là em hết, áo bà ba size 5 luôn nha các chị. Không, đừng có nhắn trên like chị. Không nhắn trên like ha. Cái số điện thoại của em là số em có ghim trên trang đó chị, 0907589899. Chị vào cái trang hàng đẹp giá rẻ của em chị sẽ thấy. Và chị nhắn vào Zalo cũng được nha. Chị nhắn vào Zalo cái số đó giùm em cũng ok. Cái số đó là em cài chế độ công khai, em không có để chế độ cái chị thấy là không nhận tin nhắn của người lạ gì đó. Cái chị cứ để đó bình thường, em vẫn nhận được bình thường nha. Để là không nhận tin nhắn của người lạ nhưng mà em vẫn thấy cái tin nhắn của các chị nổi lên. Áo bà ba em đang mặc à, chị Kiều Quỳnh ơi, chị muốn chuyển khoản á, chị nói với mấy bạn chốt đơn á, mấy bạn nhà em sẽ nhắn số tài khoản qua cho chị. Áo bà ba em đang mặc là 75.000 một áo chị. Quần em đang mặc là 60.000 một quần.
áo bà ba size số 1, áo bà ba size số 1 em còn được cái màu vàng này chị. Em còn được cái màu vàng. Em còn được cái màu trắng. Em còn được cái mã đẹp, ủa anh cái mã hờ mà mã đẹp. Rồi, với lại là em còn được cái da này nữa thôi, em còn được 4 họa tiết đó, size số 1, 50 kg trở lại. Eo tầm khoảng 72 trở lại cái chị đẹp nhẹ mặc vừa ha. Rồi ok em cả nhà mình. Các chị mua hàng thì các chị lưu ý giúp em ha, để gửi tới xong rồi các chị cứ nói là ừ đơn kêu xả rồi mà sao gửi. Mấy chị kêu xả rồi là em sẽ không bao giờ em gửi. Không có cố chấp để gửi, để gửi tới cái chị cũng đâu có nhận hàng đâu, chi em tốn tiền ship vậy. Rồi, em chào tất cả các chị nha.